Xin chào Queen lại là mọi người đây. Nay chúng ta sẽ trở về tuổi thơ với bộ phim siêu hot một thời này nha. Mở đầu là một bộ xương đang cháy phố trên con xe hạt Leida Vision. Để truy đuổi những con quỷ vừa trốn thoát từ địa ngục, chúng lên mặt đất ẩn náu để làm hại con người. Nhưng sức mạnh của bộ xương này cũng không hề tầm thường chút nào. Chỉ với một sợi xích với hiệu ứng lửa âm ti, cũng đã dễ dàng quẩy nát đội hình đối phương rồi. Còn chưa kể chỉ cần nhìn vào mắt kẻ xấu, thì lập tức khiến linh hồn kẻ đó bị đốt cháy ngay trong nốt nhạc. Vậy thì lai lịch của bộ xương bốc lửa này là như thế nào? Hãy nằm xuống để Queen gửi đến các khán giả thân yêu bộ phim Ghost Rider. Mở đầu tại một hội chợ thường niên ở vùng quê nước Mỹ, mọi người dân đang rất háo hức để đi xem một chương trình xiếc mạo hiểm. Anh chàng này tên là Johnny, đang cùng bố của mình thực hiện màn biểu diễn phi mô tô qua vòng lửa. Phía dưới khán giả là cô bạn gái của cậu ấy, đang cổ vũ hết sức là nhiệt tình luôn. Sau buổi biểu diễn, hai cha con trở về lều để sửa sang lại cái cần câu cơm của mình. Cậu có xin bố để được lái thử con phân khối lớn của ông nhưng bị từ chối. Nói rằng con trai à, con còn non và xanh lắm, chưa đủ tuổi cầm lái chiếc siêu mô tô này để đi cháy phố đâu. Đúng lúc đó cô người yêu của Johnny cũng đến đây để tìm cậu. Ông bố vừa nhìn đã hiểu ý. Thôi thì hai đứa cứ đi đi. Cô nàng này tên là Rosie. Hôm nay hẹn Johnny đến đây để nói rằng mình chuẩn bị phải rời khỏi nơi này. Bởi vì bố của cô ấy nói rằng Johnny không xứng đáng với cô, nên đã sắp xếp cho cô tới một thành phố khác để thực hiện hóa đại học. Thế nhưng cả hai đều là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Họ hẹn nhau chưa may gặp lại ở đây để cùng nhau bỏ trốn. Johnny trở về nhà nhìn thấy bố mình đang ngủ say trên ghế ở phòng khách. Vô tình cậu nhận được phiếu khám bệnh của ông ở thùng rác. Trong đây ghi rằng bố cậu đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bên ngoài lúc này xuất hiện một người đàn ông có vẻ rất hắc ám. Đi đến đâu là bóng điện chập nổ đến đó. Trong khi Johnny đang sửa lại con xe của mình thì lão đã đứng trước cửa từ bao giờ. Nói rằng có thể giúp bố cậu chữa khỏi bệnh ung thư và đổi lại cậu phải trao linh hồn của mình cho lão ta. Nếu đồng ý thì hãy ký vào cuộn giấy này để làm bằng chứng. Johnny lúc này nghĩ trong đầu rằng chắc ông già này bị điên nên mới nói nhăng nói cuội như thế. Bác sĩ còn bó tay với căn bệnh ung thư thì ai mà chữa được cơ chứ. Trong lúc còn chưa kịp từ chối, thì tay cậu đột nhiên bị cuộn giấy chích một cái chảy máu. Còn lão già kia thì nở một nụ cười tà ma ngoại đạo. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trên giường ngủ, Johnny đơn giản chỉ nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Thế nhưng khi thấy bố mình có vẻ khỏe lại, ông còn nói rằng lúc đi khám thì bác sĩ thông báo rằng các tế bào ung thư đã biến mất một cách thần kỳ. Johnny lúc này mới ngớ người ra. Cậu cảm nhận được có điều gì sai sai ở đây. Nhưng khi cậu nói với bố mình là sẽ dẫn người yêu bỏ trốn, thì ông đã rất tức giận. Con nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hai đứa nhóc bỏ trốn cùng nhau với hai bàn tay trắng, rồi định cặp đất mà ăn hay gì? Thế nhưng sau khi nghe con trai mình nói lên suy nghĩ, ông cũng đã chấp nhận với việc này. Không những thế còn nói Johnny, hãy lấy chiếc hạt Leida Vision này mà đi. Bao giờ thiếu tiền thì bán đi mà làm vốn. Khi Johnny vừa đẩy xe ra bên ngoài, thì nghe được tiếng những người dân ở đây la lên thất thanh. Vội vàng chạy vào kiểm tra thì thấy bố mình đã nằm trên đất. Ra là lúc biểu diễn tiết mục mô tô bay như mọi ngày, ông đã gặp tai nạn nghề nghiệp. Cú va chạm nặng đến mức khiến ông qua đời ngay tại chỗ. Chưa chịu nổi cú sốc này, Johnny phóng xe một cách vô định ra bên ngoài. Đang đi thì gặp lão già tối hôm qua đang đứng trước mặt, khiến cậu xử lý không kịp và ngã nhào xuống đường. Johnny lúc này nhận ra được rằng hắn ta chắc chắn có liên quan tới vụ tai nạn của bố cậu. Nhưng ông ta chỉ nói rằng dao kèo chỉ là chữa khỏi bệnh ung thư thôi. Còn chết vì tai nạn rõ ràng là không nằm trong hợp đồng. Còn nói thêm rằng linh hồn của Johnny giờ đây đã thuộc sở hữu của lão ta. Một ngày nào đó khi ta cần cậu ta sẽ đến tìm. Lão ta chạm vào người Johnny và bằng một năng lực nào đó khiến cho anh quên hết về gia đình và cuộc sống hiện tại. Quên luôn cả cô người yêu đang đứng chờ mình dưới cơn mưa tầm tã. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Johnny giờ đây đã trưởng thành và vẫn theo đuổi bộ môn mô tô mạo hiểm. Trong buổi diễn này, anh thực hiện thử thách phi qua 13 con xe container. Nhưng khi hạ cánh đã xảy ra một tai nạn, khiến anh đã tiếp đất bằng đầu. Nhưng không sao, Johnny đã đeo quả kính râm ngầu lòi, rồi đứng dậy trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả xung quanh. Tối đó trên chuyến xe đến bang Texas để biểu diễn, nam chính của chúng ta cùng nhóm của anh đã nói chuyện với nhau. Họ nói rằng dường như Johnny có thần hộ mệnh bên cạnh. Đã bao nhiêu lần gặp tai nạn mà vẫn không sao. Nhưng đừng có lợi dụng vào điều đó mà làm việc mạo hiểm.
Không ai biết lúc nào thì thần may mắn sẽ rời bỏ bạn đâu. Nhưng họ đâu biết rằng đó không phải là thần may mắn, mà lại là một hắc bạch vô thường nào đó đến từ địa ngục tối tăm. Bên này một thanh niên vừa order đồ uống trong quán bar, thì đột nhiên chai bia trong tay anh ta bỗng dừng lạnh đến mức đóng băng. Sau đó một thanh niên từ đâu xuất hiện, muốn đi thẳng vào trong quán. Người này chỉ cần chạm nhẹ vào người tên to con kia thôi, cũng đủ khiến hắn ta nằm ngục xuống sàn. Rồi sau đó đi vào bên trong, và biến mọi người ở đây thành những cái xác khô. Hắn ta là Blackheart, một con quỷ xảo quyệt đến từ địa ngục. Hắn triệu hồi lên ba tên tay sai, một đất, một nước, một khí. Chúng là những thiên thần sa ngã bị đẩy xuống âm ti, nhưng đã trốn thoát được và lẩn trốn ở thế giới con người. Blackheart sai bọn chúng đi tìm một bản khế ước. Truyền thuyết kể lại rằng mỗi thế hệ đều sẽ tồn tại một sinh vật gọi là ma tốc độ. Chúng là những con người đã bán linh hồn mình cho một con quỷ. Nhiều năm trước, một ma tốc độ đã được cử đi đến một ngôi làng để mang về bản khế ước của 1.000 linh hồn tội lỗi. Nhưng bản khế ước đó mang một sức mạnh quá lớn, khiến cho ma tốc độ nghĩ rằng không thể để nó rơi vào tay của quỷ dữ. Vậy nên ông ta đã cướp lấy nó và bỏ trốn. Giờ đây, Blackheart sai tay chân của hắn tìm kiếm, nhằm chiếm được sức mạnh của bản khế ước đó, nhằm lật đổ ông già mình và giành quyền cai trị địa ngục. Mà ông già của hắn không phải ai khác, mà chính là kẻ đã ký khế ước với nam chính. Bên đây, Johnny đang cùng quản lý của mình trở về nhà sau buổi biểu diễn. Anh ta đang phàn nàn việc nam chính của chúng ta đang quá mạo hiểm và thể hiện những màn trình diễn điên rồ. Ngày mai sẽ có một chương trình kỷ niệm để tưởng nhớ đến người bố quá cố của anh. Vậy nên người quản lý yêu cầu Johnny phải cam kết với anh ta rằng sẽ chỉ biểu diễn những bài mà đã tập duyệt trước đó. Rồi đến sáng ngày mai trước giờ bắt đầu buổi diễn, nam chính của chúng ta tình cờ gặp lại người xưa chính là Rosie. Bây giờ cô đã trở thành một phóng viên của đài truyền hình và muốn được phỏng vấn Johnny. Nam chính của chúng ta thấy mối tình đầu của mình đang đứng trước mặt, thì thẫn thờ chẳng tập trung trả lời được câu nào lên hồn. Sau đó anh ra sân khấu để thực hiện màn biểu diễn để đời của mình. Lần này chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ, phóng mô tô bay qua 6 trực thăng, một việc mà chưa ai dám nghĩ đến trước đây. Ông quản lý thấy vậy thì đần cả mặt ra. Tối qua vừa thống nhất thế nào mà bây giờ lại chơi liều vậy hả bạn tôi? Johnny đã số phóng một mạch bay qua 6 trực thăng, trong sự cổ vũ của đám đông khán giả. Tất nhiên khi đáp đất là thành công, cả khán đài như vỡ òa. Anh đã thiết lập được một kỷ lục thế giới mới. Sau đó không thèm ở lại để ăn mừng chiến thắng, mà lại bốc đầu chạy ra ngoài. Thì ra là đuổi theo người yêu của mình. Thế nhưng cô nàng lại không thèm quan tâm. Chắc là vẫn đang giận dỗi cái chuyện trong quá khứ. Đã cho cô nàng leo cây đây mà. Hết cách, Johnny đành phải phóng nhanh lên trước, chặn đầu xe ô tô của Rosie lại để nói lời xin lỗi. Sau một hồi nói hết cả nước bọt, thì Rosie cũng cho anh cơ hội và hẹn nhau tối nay đi ăn tối. Johnny lúc này vui như bố đẻ em bé, về nhà ăn mặc bảnh bao để chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Nhưng lúc đang đứng trước gương, thì bỗng dưng cảm thấy bàn tay của mình giống như đang muốn bốc cháy. Chưa hết hoảng hốt, quay lại thì thấy con xe phân khối lớn của mình đã không cánh mà bay. Thế nhưng khi đi ra ngoài để kiểm tra, thì thấy nó đang được dựng ở đầu ngõ nẹt bô ẩm ẩm. Đột nhiên lúc này lão già lúc trước đã xuất hiện. Ông ta nói rằng đến đòi lại dao kèo của mình. Suốt thời gian qua chính ông ta đã giúp Johnny sống sót qua những buổi biểu diễn mạo hiểm. Và hôm nay lão đến để bắt anh thực hiện một nhiệm vụ. Đó là đi tìm đứa con báo đời của lão ta là Blackheart và thủ tiêu hắn. Nếu thành công sẽ trả lại linh hồn cho Johnny và xóa bỏ bản giao kèo năm xưa. Tất nhiên là anh không đồng ý, vì năm xưa cũng đã rơi vào trường hợp như này rồi. Thế nhưng lão già kia không cho nam chính của chúng ta được lựa chọn. Gõ chiếc gậy của lão xuống đất. Sau đó một hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Chiếc phân khối lớn của anh đột nhiên phóng vút đi không thể kiểm soát. Chạy đến đâu thì nhà cửa xe cộ hai bên cứ thế là phát nổ. Đúng chất cháy phố theo nghĩa đen luôn. Sau đó đến một nhà kho và đột ngột dừng lại. Cơ thể của Johnny lúc này cũng đang bắt đầu biến đổi. Toàn thân của anh bốc hỏa dữ dội trông có vẻ rất đau đớn. Một lát sau thì đã biến thành một bộ xương đang cháy rừng rực. Thì ra anh đã được chọn để trở thành ma tốc độ tiếp theo. Tên Blackheart lúc này cũng từ bên ngoài bước vào và sai mấy tên đệ của mình tấn công Johnny. Trong lúc tên người nước đang cầm chân Johnny, thì một chiếc xe container lao đến đâm sầm vào nam chính. Tưởng thế là xong xuôi rồi. Tên người đất đang định bỏ rời đi, thì được ma tốc độ tặng cho một cú đấm vào ngay giữa mặt. Hắn lúc này bắt đầu biết sợ cầu xin tha mạng.
nhưng Johnny không thèm nghe, dùng dây xích đang rực cháy của mình để tiễn hắn ta về với cát bụi, sau đó triệu hồi con phân khối lớn của mình. Khi anh vừa chạm vào chiếc xe đột nhiên biến hình, trở thành một chiếc hạt lây địa ngục, sử dụng năng lượng của lửa địa ngục, đi đến đâu cháy phố đến đó. Trên đường gặp được một tên cướp, đang chấn lột túi của một người phụ nữ, anh liền ra tay giúp đỡ, dùng tuyệt chiêu ánh nhìn ăn năn, mà đốt cháy linh hồn của hắn ta. Sau đó lái xe một cách vô định, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, sức mạnh của ma tốc độ dần biến mất, khiến Johnny trở lại với hình dạng con người. Anh kiệt sức mà ngất đi. Còn về Rosie thì ngồi đợi Johnny cả buổi tối mà không thấy anh đâu. Uống gần hết cả chai rượu mà người vẫn chưa thấy đến. Không cần phải nói cũng biết là cô tức giận thế nào. Johnny khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà xa lạ. Thì ra là một ông bảo vệ nghĩa trang. Khi thấy anh nằm gục bên ngoài nên đã đưa về đây. Kỳ lạ là ông già này lại biết về mọi chuyện mà nam chính đã trải qua. Hơn nữa còn biết cả về bản kế ước kỳ lạ kia nữa. Ông bảo vệ nghĩa trang sơ cứu mấy vết thương cho Johnny và kể rằng ma tốc độ là một tay sai của quỷ dữ, có nhiệm vụ săn đuổi bất cứ kẻ nào trốn khỏi địa ngục. Còn nói thêm Johnny sẽ là người bình thường vào ban ngày, nhưng khi đêm xuống và có sự xuất hiện của kẻ ác, anh sẽ biến thành ma tốc độ. Và ông ta cũng đã kể cho anh nghe về bản kế ước của 1.000 linh hồn tội lỗi kia. Sau khi nghe xong, Johnny phần nào hiểu ra toàn bộ câu chuyện rồi. Khi trở về nhà, anh đứng trước gương và kiểm tra lại cơ thể của mình. Không sao, vẫn ngon lành cành đào. Sau một hồi nghiên cứu những cuốn sách về hiện tượng siêu nhiên mà mình sưu tập trong thời gian qua, Johnny cũng đã tìm ra được manh mối về sức mạnh của ma tốc độ. Cũng nhờ đó mà đã tập tành điều khiển được ngọn lửa địa ngục. Đang chăm chú thì Rosie xuất hiện bất ngờ. Cô nói rằng ngày mai sẽ đi nước ngoài để định cư, nên đến đây để nói lời chào tạm biệt. Nhân cơ hội này, Johnny cố gắng giải thích mọi chuyện với người yêu của mình rằng anh đã ký vào một khế ước với con quỷ đến từ âm ti. Và bây giờ anh phải làm tay sai cho hắn ta để giành lại linh hồn của mình. Đó cũng là lý do mà trong quá khứ anh đã rời bỏ cô, cũng như việc hôm qua đã trễ hẹn. Thế nhưng Rosie nghe những lời này thì cảm thấy đều là nhảm nhí, không thể nào tin rằng đó là sự thật được. Vậy nên cô cho rằng Johnny đang cố đùa cợt với tình cảm của mình. Anh đừng xem em như là trẻ lên ba mà thích nói gì thì nói. Sau đó giận dỗi rời đi. Rosie vừa đi thì xe của cảnh sát đã ấp đến để bao vây anh và bắt về đồn. Ông thanh tra nói rằng họ phát hiện được những màu kim loại cùng biển số xe hạt lây của anh tại hiện trường vụ án mạng đêm qua. Vậy nên họ cho rằng chính Johnny là thủ phạm. Nhưng nam chính của chúng ta nói rằng mình không làm hại bất kỳ ai và yêu cầu được gọi luật sư. Bên phía cảnh sát thì mặc dù có được một số bằng chứng tại hiện trường nhưng vẫn chưa đủ để kết luận rằng Johnny là hung thủ. Sau một lúc tra khảo nhưng không thu được tin tức gì, họ đành phải dẫn anh nhốt vào buồng giam cùng những tội phạm khác. Không khí ở đây tràn ngập quá nhiều tội ác của những kẻ đang bị giam cầm. Điều này khiến cho anh phải rất vất vả để kiềm chế sức mạnh ma tốc độ trong người. Thế nhưng mấy tên trong này lại ngứa đòn. Thấy anh hiền nên có ý định bắt nạt. Chúng ỉ đông người hơn mà súng lại đánh hội đồng nam chính. Thôi thì các cháu đã muốn ăn đòn, thì anh đây cũng không cản nữa. Anh bộc phát sức mạnh biến thành ma tốc độ, khiến đám phạm nhân này sun hết vòi lại. Sau đó dễ dàng phá song sắt để thoát được ra bên ngoài. Một tay cảnh sát phát hiện và tặng anh một rùi cui, khiến lệch cả xương quai hàm. Nhưng không sao, chỉnh nhẹ lại một cái là lại đẹp trai ngay. Rồi lên con xe lửa của mình mà phóng đi. Phía bên cảnh sát cũng lập tức huy động tất cả đơn vị và cả trực thăng để truy đuổi anh. Cơ mà mấy người này nằm mơ cũng không ngờ được là bộ xương bốc cháy này có thể chạy được cả trên mặt nước. Đang đi thì lại đụng độ phải tên người khí. Đúng lúc lắm đỡ mất công phải đi tìm. Vậy là Johnny chuyển hướng dí theo. Phía sau cảnh sát vẫn bám theo sát nút. Với năng lực của ma tốc độ, anh phóng thẳng lên một tòa nhà cao hơn 30 tầng. Chiếc trực thăng vừa bay lên cũng đã bị anh kéo vào, dọa cho phải quay đầu gấp mà bỏ chạy. Tên người khí lúc này xuất hiện, chưa kịp chào hỏi hết câu đã bị Johnny túm áo, định đấm cho mấy phát. Nhưng không dễ như vậy, vì là khí nên anh đánh mãi, nhưng cũng chẳng trúng phát nào. Nam chính cũng rất thông minh, sử dụng thêm lửa địa ngục vào sợi xích và đánh liên tục vào không khí xung quanh, khiến hắn ta không thể thoát ra và bị cho về với cát bụi. Xong việc, anh lại phóng xe xuống dưới, trước những người xung quanh mắt chữ O mồm chữ ơ. Rosie nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì ngạc nhiên không nói nên lời. Johnny sau đó đã quay lại tìm gặp ông bảo vệ nghĩa trang lần trước để tìm hiểu cách chấm dứt chuyện này. Ông ấy dẫn anh đến một phần mộ, nói rằng đây chính là người được chọn làm ma tốc độ đời trước.
sau khi cướp bản kế ước thì bỏ chạy đến đây rồi qua đời. Và ông cũng can dặn Johnny hãy cẩn thận với tên Blackheart, bởi vì hắn ta là một con quỷ độc ác và hèn hạ. Không từ thủ đoạn nào có thể sẽ bắt cóc và đe dọa những người thân của anh. Nghe đến đây thì nam chính rất lo lắng cho cô người yêu Rosie, nên tức tốc quay về để tìm. Đến nơi thì thấy Rosie nằm trên sàn nhà. Còn chưa kịp nói gì thì đã bị tên Blackheart lao đến tấn công. Johnny lập tức biến hình, tính dùng ánh mắt tội lỗi để tiêu diệt hắn nhưng không ăn thua. Bởi vì một con quỷ như hắn ta đã tu thành 9 quả. Sau đó anh bị Blackheart dí xuống sàn nhà nằm bất động. Hắn bắt Rosie làm con tin để uy hiếp và yêu cầu anh đi tìm bản kế ước rồi đem đến cho hắn ta. Biết là mình không chơi lại được tên này, vậy nên đành phải đến tìm ông bảo vệ một lần nữa để hỏi về bản kế ước. Ông ấy sau khi nghe được câu chuyện và biết được rằng người yêu của anh đã bị bắt đi, thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Sau đó đập gãy cây sẻng của mình, lấy từ bên trong lõi ra một cuộn giấy. Đó chính là bản kế ước đã thất lạc từ lâu và đưa cho Johnny để đi cứu Rosie. Thì ra ông ấy chính là ma tốc độ đời trước. Thay vì cưỡi mô tô thì lại cưỡi một con chiến mã. Và rồi dùng lần biến hình cuối cùng của mình để dẫn đường cho Johnny đi đến nơi mà tên Blackheart đang ẩn nấp. Không chần chừ, cả hai người họ lập tức lên đường. Một xe một ngựa lao như bay băng qua vùng sa mạc hoang vu. Đi đến đâu là cháy đến ấy. Cuối cùng cũng đến được nơi cần tới. Ông bảo vệ cẩn thận tặng cho anh một khẩu súng để phòng thân. Và rồi tạm biệt nhau ở đây. Khi Johnny đang băng qua một vũng lầy để tiến vào bên trong, thì đột nhiên bị tên người nước kéo xuống. Hắn tính bóp cổ và nhấn chìm anh ở vũng nước nhỏ bé này. Thế nhưng nhanh chóng đã bị cho bốc hơi và về ngồi chung mâm với hai thằng đệ kia luôn. Khi đụng độ với tên Blackheart, anh mang bản kế ước ra để trao đổi. Vì cả hai đều không tin tưởng nhau nên đã xảy ra một vụ va chạm. Mới đụng độ với đối thủ xứng tầm một lúc, thì bình minh đã xuất hiện. Điều này khiến sức mạnh của Johnny tan biến. Tên Blackheart nhờ đó mà dễ dàng lấy được bản kế ước. Mở nó ra sau đó đọc một câu thần chú. Hàng ngàn linh hồn tội lỗi không biết ở đâu bỗng nhiên xuất hiện và nhập vào bên trong cơ thể của hắn ta. Cảnh tượng lúc này thật khiến người khác phải nổi da gà. Rosie chạy đến bên Johnny đang nằm trên mặt đất. Nam chính nói với cô rằng hãy nhanh chóng rời đi, còn mình thì sẽ ở lại để tiêu diệt con quỷ này. Anh vừa lấy khẩu súng rồi nã đạn về phía hắn ta. Nhưng Blackheart giờ đây đã sở hữu được một nguồn sức mạnh khổng lồ. Sát thương vật lý vốn dĩ không hề làm hắn ta bị ảnh hưởng gì cả. Sau đó Johnny bị hắn ta đẩy nhẹ một cái mà bay xa tầm cả chục mét. Lúc anh đang bị tên Blackheart bó cổ giơ lên không trung, thì có Rosie xuất hiện cầm súng bắn để giải vây cho anh. Thế nhưng tất nhiên là chỉ câu giờ thôi, chứ hắn ta vẫn chẳng hề hấn gì. Sau đó cô ném khẩu súng cho Johnny để cho anh bắt thêm lửa địa ngục vào đó, biến thành một khẩu súng của ma tốc độ, bắn một phát khiến hắn tan tành. Thế nhưng chỉ vài giây sau, hắn ta đã hồi phục lại như cũ. Đúng là sức mạnh bất tử. Nhưng lúc này Johnny chợt nhận ra Blackheart đang mang trong người hàng ngàn linh hồn. Thế nên có thể dùng tuyệt chiêu ánh mắt tội lỗi để xử lý hắn, tiễn con quỷ này quay lại địa ngục. Để sớm kết thúc trận chiến, lão già kia đã xuất hiện, nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và ông ta sẽ hủy bỏ giao ước để trả lại linh hồn cho anh. Thế nhưng Johnny lại từ chối. Anh nói rằng sẽ giữ lại lời nguyền này để dùng nó chống lại lão. Cuối phim hai người đến nơi mà đã từng đợi nhau, ôm hôn thắm thiết để chia tay. Rosie trở về với cuộc sống thường ngày của cô. Còn Johnny thì bắt đầu lang thang phiêu bạt, dùng sức mạnh của ma tốc độ để trừ gian diệt ác. Kể từ phần 1 ma tốc độ đã tiêu diệt đứa con của ác quỷ, anh còn đuổi lão ác ma quay về nơi thuộc về lão. Sau đó Johnny đã chọn cuộc sống làng bạc xa quê hương, nhưng anh lại không truy tìm lũ tội phạm mà là quy ẩn giang hồ. Tại một nơi xa xôi được biết đến là chùa Ba Vàng, có một chàng trai cao to đen hôi đến xin được bái kiến ông nội lão tiền bối. Giáo sĩ mời anh vào bên trong. Ông nội nói nơi này được xem là pháo đài rất an toàn, bởi vì họ đang bảo vệ đứa con của quỷ dữ. Vừa dứt lời thì bên ngoài đã nghe tiếng nổ súng. Những người tấn công vô cùng hung hãn mang theo skill mask kín mặt. Anh lớn đạp cửa xông vào bên trong. Hắn dí súng vào đầu ông nội hỏi tung tích đứa bé kia ở đâu. Mà bên dưới người mẹ này bảo vệ đứa con bỏ trốn. Đám xã hội đen dí súng vào nàng nhưng lại bị nghiệp quật.
thì ra anh da đen đã đến kịp lúc ngăn cản. Rồi cô nàng mang con trai lên xe bỏ trốn. Anh da đen thấy vậy lấy chiếc mô tô ra đuổi theo. Phía sau vẫn còn đám người xấu không chịu bỏ qua. Hắn ta lấy súng liên tục nã đạn về phía anh da đen. Trong lúc nguy hiểm thì anh ta nhảy ra khỏi xe bắn loạn xạ, nhắm thẳng vào lốp xe hắn ta mà bắn. Cái kết là xe của đám xã hệ bị hư phải đợi xe cần cầu kéo về. Anh da đen này có tên là Morrow. Sáng hôm sau, Morrow tìm đến nơi quy ẩn của Johnny. Ma tốc độ một thời oai nghiệt này đã trở thành chàng trai thích uống cồn và sợ ánh sáng. Chiếc xe từng theo anh chinh chiến giờ cũng đã bạc màu theo năm tháng. Morrow nhờ chàng cứu một cậu bé đang gặp nguy hiểm, đổi lại sẽ giúp Johnny hóa giải lời nguyền ám ảnh nhiều năm qua. Bên này, người phụ nữ kia đã đến uống cà phê. Người xưa nói gái một con trông mòn con mắt quả thật không sai. Một phú ông gần đó tháo nhẫn cưới cất đi và qua trêu ghẹo người đẹp. Danny xuất hiện chào mẹ khiến ông ta giật mình. Sau đó luống cuốn chạy mất dép. Nhờ vậy Danny dễ dàng mượn tạm ví tiền và nhẫn cưới của lão. Hai mẹ con nàng lên xe rời khỏi thành phố mà không biết rằng kẻ xấu đã để mắt đến họ. Tối hôm đó, Morrow đang hút thuốc thì ngọn lửa bị kéo về phía xa. Thì ra zombie đã biến thành ma tốc độ điên cuồng lao thẳng về thành phố. Cùng lúc này, hai mẹ con Danny đang bị đám người xấu truy đuổi gắt gao. Bọn chúng dí nàng đến một vách tường, sau đó trấn áp người đẹp không cho nàng chạy thoát. Nhìn thấy con trai mình bị đánh ngất xỉu, nàng điên cuồng chụp lấy khẩu súng để xả đạn nhưng thất bại. Guardian muốn kết liễu mạng sống của người mẹ. Trong lúc nguy hiểm, ma tốc độ lại lướt ngang đầu của bọn chúng. Thế là tạt qua ngay trên tay là sợi xích hiệu ứng lửa. Ghost Rider nhìn hắn, chàng lắc lư vô cùng thích thú. Guardian sai đàn em nã đạn vào Ghost Rider. Với sức mạnh ngọn lửa địa ngục thì mấy viên đạn chẳng là gì. Sau đó anh vung xích đánh tan linh hồn bọn chúng. Cảm giác lắc lư cái đầu thỏa mãn chưa từng thấy. Johnny dùng lăng ba vi bộ bước tới trước mặt người đàn ông. Với hốc mắt sâu và sự đói khát đã dâng lên đỉnh điểm, Ghost Rider vô cùng thỏa mãn với ánh nhìn thấu tội. Bỗng giọt máu của cậu bé rơi xuống khiến tên kia linh hồn thất lạc. Ma tốc độ cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đến từ lửa âm ti. Anh tung hỏa trưởng đánh dụng một tên. Guardian thấy vậy liền lấy súng phóng lựu bắn chàng bay ra xa. Thấy Ghost Rider không sao, hắn liền bồi thêm một phát nổ banh xác. Sau đó hắn ta cùng đàn em bắt cóc Danny lên xe rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, Johnny vừa tỉnh lại đã thấy nữ y tá xinh đẹp. Anh chàng xin y tá vài liều hàng trắng để chơi cho đỡ muộn phiền. Sau đó Johnny chôm mớ thuốc giảm đau rồi nhanh chân rời đi. Anh chàng còn vô tình đụng mặt mẹ cậu bé hồi tối. Mà bên này Guardian đã đưa cậu bé đến một nơi hoang vắng. Hắn gọi điện cho người đàn ông thần bí đòi tăng giá tiền, vì mình đã đụng phải một con ma hung dữ. Là ma thật đó đại ca ơi. Người đàn ông biết kế hoạch đã bị ma tốc độ phá đám. Thế là ông liền hạ cấm thuật phong ấn huyết mạch của cậu bé, khiến cho Ghost Rider không thể đánh hơi thấy được nữa. Johnny bám theo phía sau người mẹ đến chỗ đậu xe. Bất ngờ cô nàng đã phát hiện và chĩa súng về phía anh. Johnny điếc không sợ súng này bắn đi. Người đẹp chịu thua đành cho Johnny cùng tham gia giải cứu cậu bé. Người đẹp còn kể cho anh nghe một lần bị thương sắp đi đời, ác quỷ đã xuất hiện và cứu sống nàng. Đổi lại hắn muốn người đẹp sinh cho hắn đưa con trai. Tối hôm đó Danny thức tỉnh, rồi bẻ lái chiếc xe bất ngờ. Cậu bé thắt dây an toàn nên tránh khỏi cú va chạm này. Trong đêm tối, Danny chạy trốn khi vô tình ngã trẹo chân. Chiếc xe trên cầu cũng phát nổ dữ dội. Gã ác nhân cùng đồng bọn theo bắt lại cậu bé. Một đôi tình nhân gần đó thấy bất bình và muốn ra tay giúp cậu bé. Nhưng cái kết là mất luôn cả chiếc xe cắm trại. Bên này, Johnny và người đẹp đến tìm đàn em của Guardian. Anh nhét điện thoại vào mồm hắn ta, sau đó hỏi tung tích đám sát thủ kia đang ở đâu. Tên đàn em chắc khai to và rõ ràng lắm đây. Nhìn John thì giống người đang lê tê phê lắm. Lúc thì cười lúc lại khóc, khuôn mặt thì biến dạng liên hồi. Hắn ta sợ hãi xém xíu là té luôn trong quần. Liền khai cho Johnny biết bọn chúng đang ở một mỏ khai thác đá. Đúng lúc này ngọn lửa địa ngục bên trong Johnny bộc phát. Anh vội chạy ra ngoài đưa tay là dụng một người. Mà chiếc xe mô tô hạt lây của anh cũng bốc cháy phừng phừng. Ma tốc độ lập tức lên xe phóng như điên trên quốc lộ. Tại bãi khai thác đá, thuộc hạ của gã ác quỷ đã tập hợp đầy đủ. Chúng mua lượng lớn vũ khí để chuẩn bị đối phó với Ghost Rider. Người mẹ lẻn vào cởi trói cho cậu con trai. Đang định thoát thân thì bị gã bự con chặn lại. Bỗng nhiên tiếng gầm rú của Ghost Rider vang vọng khắp nơi, khiến hắn ta sợ hãi vãi cả hàng tụt vào trong. Nàng phi con dao rồi bắn một phát tiễn hắn lên đỉnh. Bên ngoài, Guardian đã trang bị hàng nóng đợi ma tốc độ xuất hiện. Hắn biết rằng anh sắp đến nơi liền nhắm bắn một quả rocket 1 giờ. Quả tên lửa lao thẳng đến chỗ của Johnny liền nổ tung.
bọn chúng đang nhìn cười tự đắc khi khuôn mặt bỗng biến sắc. Thì ra ma tốc độ vẫn đứng yên quan sát mấy thằng khứa này đang làm gì. Ghost Rider dùng lăng ba vi bộ lánh đạn của bọn chúng. Anh chàng vung xích đánh bọn chúng mất linh hồn. Còn tiện tay ném sợi xích trẻ đôi tên đang chạy trốn. Một tên gần đó mở chốt lựu đạn, nhưng chưa gì đã bị anh cho đi đời. Quả lựu đạn nổ mạnh khiến Ghost Rider quay vòng vòng trên không. Một thằng khác chơi ngu lấy súng bắn vào mồm Ghost Rider. Anh chàng cứ thế há mồm như đang thưởng thức kẹo đồng. Nhưng hình như kẹo đồng này không được ngon. Anh đành Beautiful vào mặt hắn ta. Tên cầm đầu chơi lớn vác quả dốc két một giờ lên vai. Một phát đã đưa Johnny bay thẳng lên gặp ông bà. Anh chàng rơi xuống tạo thành một cái hố siêu to khổng lồ. Bọn đàn em thấy thế liền dùng hỏa lực quét thêm mấy loạt. Nhưng ma thần này mệnh danh là súng đạn cũng không tác dụng. Không khí tỏa ra cực u ám bao quanh anh. Ghost Rider nhẹ nhàng leo lên chiếc xe khai thác quặng. Anh vận công phóng ma khí, khiến hỏa âm ti bao phủ khắp chiếc xe. Ghost Rider hào hứng lái xe cưa xuống càn quét khắp nơi. Ngọn lửa địa ngục bao phủ bao trùm càn quét hết bên dưới. Thoáng chốc mặt đất đã hóa thành biển lửa. Anh tiện tay dập cho gã cầm súng dốc két một phát lên tiên. Tên cầm đầu hốc súng định giết chết cậu bé. Bỗng một sợi xích sắt quấn vào chân hắn rồi bị kéo đi. Ghost Rider thèm thuồng muốn thưởng thức mùi ngon. Thì đúng lúc này người mẹ đã đem đứa bé chạy thoát. Ma tốc độ đành tiếc rẻ ném con mồi qua một bên. Rồi phóng xe đuổi theo cậu bé. Ghost Rider túm lấy người phụ nữ lôi ra ngoài. Bởi vì đối với anh mà nói cơn khát linh hồn đã kiểm soát anh hoàn toàn. Mà linh hồn người mẹ này cũng đầy tội ác. Nên ma tốc độ muốn tiêu diệt luôn cả linh hồn này. Đúng lúc này cậu bé cũng bộc lộ tài năng nhí. Nhìn thấy thằng nhóc này vô cùng yếu đuối, nhưng lại dễ dàng khống chế ngọn lửa địa ngục của Ghost Rider. Johnny đi đến trước mặt cậu bé cũng phải ngã quỵ xuống đất. Ma khí tỏa ra khiến chàng trở lại hình dáng con người. Sáng hôm sau, Johnny vô cùng khát nước uống lấy uống để bình nước to. Sau đó ba người tiếp tục lên đường chờ về chùa Ba Vàng lúc đầu phim. Cậu bé thắc mắc hỏi Johnny mắc tè khi đang cháy thì như thế nào. Sau đó cậu bé tưởng tượng cảnh ma tốc độ tiểu ra lửa. Kiểu này đúng là thứ gì mà chịu nổi. Mà anh chàng Morrow bên này không mời mà đến. Johnny mang theo cậu bé bằng mô tô của mình. Anh thể hiện trình độ dân tổ bốc đầu chồng mông các kiểu. Họ đâu biết rằng ác quỷ đâu dễ dàng buông tha cho cậu bé. Gordian vẫn còn sống và bị đè bởi một tảng đá đang nằm hấp hối. Ác quỷ dùng ma thuật nhất tảng đá ra khỏi người hắn. Khi ra ác quỷ vừa ban sức mạnh thối nát lên cơ thể yếu ớt của hắn. Lão ném thanh gỗ đang cháy cho hắn ta. Thanh gỗ rất nhanh đã mục nát thành mùn cưa. Vừa may hắn nhìn thấy anh lính cứu hộ sau lưng mình. Quỷ thối nát liền ra tay cho anh ta thối rửa trong tích tắc. Ác ma ra lệnh cho quỷ thối nát đi. Ngay cả trái táo đang xanh lè xanh lét cũng bay màu ngay lập tức. Cũng may còn ổ bánh mì trong bọc. Anh mới gây nguy hiểm mà thôi. Morrow dẫn Johnny vào bên trong hang động uống nước thánh. Nhưng thì ra mấy chai này lại là chai cồn để lâu năm. Morrow còn lấy ổ bánh mì không biết bao lâu rồi và nói đó là bánh thánh. Ăn một miếng có thể trường sinh bất tử và hóa giải mọi lời nguyền. Johnny cắn một miếng nói sao nó cứng quá vậy đại ca. Morrow nói không sao đâu bạn ơi. Chú có biết là để lâu năm ăn mới ngon còn gì. Johnny một mình bước vào hang động liền bị nguồn kim quang trấn áp. Thoáng chốc anh hóa thành ma tốc độ phun ra những sợi xích rỉ sét. Lời nguyền ác quỷ cũng bị xích sắt kéo ra khỏi cơ thể Johnny. Nhưng khi tỉnh lại chẳng phát hiện ra cậu bé và mẹ đều bị ông nội khống chế. Cả thằng lính ruột Morrow cũng bị trấn áp quỳ dưới đất. Hóa ra ngày mai là trăng tròn đêm 30. Ác quỷ sẽ thực hiện nghi thức chiếm lấy thân xác đứa bé. Nếu ác quỷ thành công bóng tối sẽ bao trùm trái đất. Cho nên ông nội quyết định thủ tiêu cậu bé từ khi còn trong trứng nước. Bằng cách sẽ chạm đầu cậu bé tại lễ đài. Vị giáo sĩ tha thu này cầm dao lên chuẩn bị chém. Nhưng bỗng nhiên quỷ thối nát xuất hiện ra tay với những giáo sĩ gần đó. Hắn ta chạm tay lập tức khiến thanh đao vỡ vụn. Giáo sĩ dùng phù chú túm cổ muốn bóp nghẹt gã ta. Nhưng với sức mạnh thối giữa của địa ngục, cánh tay giáo sĩ mục nát ngay sau đó. Dưới bàn tay của quỷ mục nát khuôn mặt của giáo sĩ thối giữa kinh hoàng, thoáng chốc hắn đã biến tất cả giáo sĩ thành xác ướp Ai Cập. Khi mẹ cậu bé quay ra thì đã trễ một bước. Morrow lý giải ác quỷ sẽ tiến hành nghi lễ đoạt xá vào sáng mai. Lão ta sẽ dùng linh hồn ác quỷ chiếm lấy thân xác của cậu bé. Mà bên này quỷ mục nát đã đưa cậu bé giao nộp cho ác quỷ.
nhóm người của Johnny bên này chuẩn bị vũ khí ngập răng đến dự lễ. Sáng hôm sau, lão ác ma trấn an con trai từ bỏ bản thân. Sẽ có nhiều quyền lực như ông. Cha thề với con nếu cha nói dốc là ra đường xe cán cái bọc này. Nên con nhìn mặt ta là biết ăn ở hiền lành rồi mà. Lão còn tiêm thuốc mê để chắc ăn cậu bé không bỏ trốn. Nhóm của Johnny đã đến bên ngoài chung cư của ác quỷ. Nơi này to lớn giống gần như võ đài thành Rome vậy. Ác quỷ gọi đám tay chân bái kiến hoàng tử mới sẽ nối ngôi ông. Sau khi mặt trăng xuất hiện, lão chờ cậu bé chơi đớ xong lắc lư theo điệu nhạc. Mà đám tín đồ bên dưới lẩm nhẩm những câu thần chú. Bên ngoài, người đẹp phục kích bắn tỉa từng tên lính canh. Johnny và Morrow đã mò đến sát đít. Morrow làm chút cồn cho ấm cơ thể. Sau đó anh xử đẹp hai thằng ớt ơ canh cổng. Trên khán đài, cậu bé và lão già đang gật gù cùng nhau. Nhanh chóng hoàn thành nghi thức chuyển giao linh hồn. Đúng giờ sổ số kiến thiết, Morrow xuất hiện như một vị thần. Anh chàng xã đạn tiêu diệt đám tay sai của ác quỷ. Vừa bắn anh vừa cầu nguyện các vị thần. Đừng cho con về với tổ tiên sớm quá. Johnny bên này bay lên cho ác ma một đấm vào ảnh đại diện. Sau đó quay lại khuyên cậu bé nhanh chân chạy trốn. Nhưng không ngờ linh hồn cậu bé đã bị ác ma kiểm soát. Lúc này lão ta tỉnh dậy đánh Johnny bay xuống dưới. Bên dưới, Morrow đang bắn giết khi bị quỷ mục nát bắt được. Cánh tay của anh dần bị thối rữa nhanh chóng. Dần dần cơ thể Morrow cũng bị mục nát theo. Anh dùng hạo nhiên nhân chính, quyết một đòn sinh tử với hắn ta. Mà Johnny đã mất đi sức mạnh của ngọn ngửa địa ngục, nên dễ dàng bị quỷ mục nát khống chế. Hắn vẽ một đường lên trán khiến anh vô cùng đau đớn. Đối mặt trước cậu bé sắp trở thành ác ma, Johnny không từ bỏ quyết tâm khuyên nhủ cậu bé. Danny quay lại hỏi sức mạnh của mình có được cha không. Nói xong, cậu bé bay lên phía trước khè lửa vào mặt Johnny. Mà đây chính là ngọn lửa tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Vì chỉ có 9 con trai của quỷ vương mới sở hữu ngọn lửa này. Ngọn lửa rất nhanh đã được Johnny hấp thụ. Có được thứ này, anh lập tức biến trở thành ma tốc độ mạnh nhất mọi thời đại. Johnny vung hỏa xích đánh tan hồn phách đám tay chân ác ma. Quỷ vương nhanh chóng bế con trai lên xe bỏ trốn. Mà lúc này mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng. Ma tốc độ triệu hồi chiến mã hạt lây 2.000 phân khối. Giữa ánh nắng ban mai, sức mạnh ma tốc độ vẫn không hề biến mất. Bởi vì tam muội chân hỏa là thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Đám thuộc hạ của quỷ vương không ngừng nã đạn về phía anh. Ghost Rider nhảy lên chiếm luôn chiếc xe quân dụng của chúng. Anh dùng tam muội chân hỏa biến nó thành xe của mình. Sau đó hóng gió đợi cảnh sát giao thông thổi còi. Cùng lúc này, người mẹ cũng đuổi theo phía sau. Quỷ mục nát không biết từ đâu nhảy ra. Hắn điểm ngón tay làm vỡ cửa kính. Sau đó vung quyền đánh vỡ tấm kính và muốn lôi nặng ra ngoài. Ghost Rider quay đầu lại thì thấy hắn ta. Anh vung xích sắt kéo thằng khứa này lại. Cả hai cùng nhau có dịp so tài sinh tử quyết sống mái với hắn. Trong tình huống ngàn cân treo sợi bún, trùng hợp sau mặt trời bị mây đen che khuất, sức mạnh tam muội chân hỏa bộc phát dữ dội. Anh dùng ánh nhìn thú tội thiêu đốt linh hồn quỷ mục nát. Thân xác hắn ta rơi xuống đất liền khô héo. Nhưng lão quỷ vương vẫn còn trước mắt. Gọi chiến mã rồi phi tới chỗ đó. Trước tiên vung xích sắt ra, cột lại vào khung gầm xe của lão. Sau đó dùng sức kéo cho chiếc xe mất thăng bằng. Chiếc xe lăn lộn vài vòng trên không rồi cấm đầu xuống đất. Quỷ vương khó khăn lắm mới bò được ra ngoài. Ma tốc độ liền túm lấy cổ lão ta tính Hickey mà ổng không chịu. Nhưng lão lại nói mày không phải gu tao. Giận quá hóa Charles anh ném lão lên cao. Sau đó giật mạnh trở lại. Sức mạnh kinh khủng đã kéo lão rơi thẳng xuống địa ngục. Ngọn lửa địa ngục rất nhanh đã diệt thần hồn của quỷ vương. Ghost Rider ngửa mặt lên trời chứng tỏ mình sẽ trở thành quỷ vương bất bại. Người mẹ chạy đến gào khóc bên chiếc xe. Johnny đang phấn khích thì bị tiếng la người mẹ làm giật mình. Liền bế cậu bé đem đến bên người mẹ. Johnny cũng biến trở lại hình dáng con người. Tiếc rằng cậu bé đã không còn hơi thở nữa. Lúc này Johnny nhớ lại bây giờ mình đã trở thành quỷ vương. Có luôn cả hai nguồn sức mạnh thiên sứ lẫn ác quỷ. Dễ dàng truyền nhịp sinh từ đảo lộn âm dương. Anh dùng ngọn lửa xanh chạm vào mặt của cậu bé. Cậu bé nhờ tiên thuật này đã sống trở lại. Còn phê đớ hỏi chúng ta đã thắng rồi sao? Đương nhiên rồi cu cháu. Giờ lo mà học bài cũ đi kìa, mai còn đi học nữa. Cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác.
và cậu bé mang huyết thống của ác ma chắc có lẽ sẽ là ma tốc độ tiếp theo. Bây giờ Johnny đã kiểm soát được sức mạnh của mình. Mong rằng Johnny có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người. Không phải bỏ làng mạc đi khắp trốn mà không có nơi để quay về. Xin chào Queen lại là mọi người đây. Hôm nay mọi người sẽ gửi tới Queen như mọi khi nha. Rafa luôn ước mơ trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Vì vậy anh đã quyết định tham gia trận đấu mang đẳng cấp quốc tế. Bằng tốc độ bàn thờ, chẳng mấy chốc Rafa đã vượt qua từng đối thủ một mà xuất sắc lao lên dẫn đầu. Nhưng dường như ông trời không hề đối xử nhẹ nhàng với anh. Vì Rafa không có người tài trợ, nên anh phải dùng một con xe cà tàng để tham gia trận đấu. Cũng vì vậy mà chẳng bao lâu nó đã gặp sự cố. Những làn khói trắng bốc lên mù mịt, khiến Rafa đành phải dừng cuộc đua. Điều này khiến anh tức giận mà không ngừng chửi thề. Tuy nhiên cơ hội này vừa qua đi thì cơ hội mới lại đến với anh. Một người phụ nữ giàu có tên là Vena đang chiêu mộ những tay đua tài năng và đã nhìn trúng anh chàng Rafa. Cô liền mời anh tới tham gia buổi tuyển chọn. Không do dự, Rafa liền vội vàng đồng ý với Vena. Ngay hôm sau anh đã có mặt từ rất sớm để tham gia vòng 1 của buổi tuyển chọn. Quả là không phụ lòng mong đợi của Vena. Rafa xuất sắc dẫn đầu đoàn đua. Tuy nhiên cũng vì chạy theo ước mơ mà cuộc sống hôn nhân của anh không mấy tốt đẹp. Trong một lần Rafa về thăm vợ cũ và con trai, anh đã phát hiện hai tên lạ mặt đi ra từ nhà cô ấy. Liền vội chạy vào bên trong xem thử, thì đã thấy Lily bị đánh cho bầm dập hết mặt mũi. Thế vậy Rafa liền hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên vợ cũ lại không chịu hé miệng nửa lời. Hết cách, Rafa đành gọi điện báo cảnh sát. Thấy vậy Lily mới vội ngăn cản anh lại. Lúc này cô mới nói rằng mình đã tàng trữ chất cấm ở đây và để có thể trả tiền thuê nhà này. Tuy nhiên số chất cấm đó đã bị cướp mất. Vì vậy bọn chúng đã tới tìm cô và bắt cô trả giá. Điều đáng lo ngại hơn là giá trị của nó lên tới 4 tỏi, khiến hai người không biết phải làm thế nào. Nếu Lily không trả lại, họ sẽ tiếp tục tới tìm cô. Thấy vậy Rafa liền đưa hai mẹ con qua nhà mình trú tạm một thời gian. Sau đó anh vội tới tìm thằng bạn Chí Cốt, chính là người bảo kê nơi vợ cũ ở, để tìm hiểu tung tích đám đó. Tuy nhiên lại nhận được tin xấu rằng bọn chúng là đám tội phạm nguy hiểm. Nhưng Rafa không hề sợ hãi, mà ngay lập tức tìm đến địa bàn của đám này để mong muốn bọn họ cho Rafa 2 tháng trả số tiền đó. Tuy nhiên bọn này có rảnh đâu mà phải thương lượng. Hết cách, Rafa đành phải chim cút khỏi băng đảng của chúng. Mặc dù gặp khó khăn nhưng đây cũng là khoảng thời gian tốt để anh và vợ hàn gắn lại tình cảm. Đúng lúc này Rafa lại nhận được điện thoại của đám côn đồ. Bọn chúng hẹn Rafa đến một tiệm xăm. Không lâu sau anh đã tới nơi như lời hẹn. Sau đó Rafa bị đưa lên một chiếc xe tải, mà không thể biết trước rằng bọn chúng sẽ đưa mình đến đâu. Đợi đến khi tối mù tối mịt, thì Rafa đã bước xuống một thành phố khác. Bọn chúng đưa cho anh một chiếc ba lô và yêu cầu Rafa phải đưa nó trở về tiệm xăm lúc trước. Chắc hẳn anh cũng biết bên trong chứa thứ gì, nhưng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Anh liền phóng tốc độ bàn thờ lao về phía trước. Rất nhanh cảnh sát đã phát hiện ra mà không ngừng đuổi theo. Nhưng Rafa không lo sợ mà liên tục luồn lách. Chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được cảnh sát, mà thành công trở về tiệm xăm một cách an toàn. Nhận thấy tài năng của Rafa, tên trùm liền kêu anh về với đội của mình. Nếu Rafa chịu làm việc cho hắn 2 tháng, thì khoản nợ sẽ coi như hết. Chẳng còn cách nào khác, Rafa đành phải đồng ý. Sau đó hắn ta liền vứt cho anh một con điện thoại cổ, để tiện cho việc liên lạc khi cần thiết. Kể từ hôm đó ngày nào anh cũng rất bận bịu. Buổi sáng Rafa phải vận chuyển hàng ở bến tàu. Đến trưa anh lại tranh thủ luyện tập đua xe cùng huấn luyện viên. Còn buổi tối Rafa tiếp tục với công việc chuyển phát bột mì. Không do dự anh phi như bay trên đường. Cảnh sát bên đường cũng không ngừng đuổi theo. Hôm nay bọn họ đã trang bị con xe mới với tốc độ rất dì và này nọ. Tuy nhiên con xe của Rafa được lão trùm đầu tư cho lại có vẻ rất yếu, khiến anh suýt thì bị cảnh sát bớ được. Nhưng may mắn Rafa đã kịp thời ẩn náu bên cạnh chiếc xe tải, vì vậy mới thoát được một mạng lần này. Vừa trở về, Rafa đã yêu cầu tên trùm đầu tư một con xe tốt hơn. Phải là Kawasaki ZX-10R thì anh mới chịu. Nghe vậy hắn liền đáp trả, mày làm gì có quyền mà đòi hỏi. Tuy nhiên tên trùm chắc hẳn cũng không muốn Rafa bị bắt. Cuối cùng hắn đã đồng ý với yêu cầu của anh. Vì nhiều ngày không có thời gian nghỉ ngơi, khiến Rafa lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Đành phải ăn viên kẹo tỉnh táo mà tên trùm đã chuẩn bị cho. Buổi tối Rafa đã được bàn giao cho một con xe mới như nguyện vọng.
Nhờ nó mà công việc chuyển phát bột mì của anh rất thuận lợi. Chuỗi ngày nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại như vậy. Gói kẹo tỉnh táo cũng vơi dần đi. Sau đó, Rafa cũng thấy bàn tay run lên bần bật, nhưng anh không hề để ý mà vẫn tiếp tục công việc. Nhiều ngày trôi qua, Rafa liên tục ngủ gật, đến nỗi đâm cả vào hàng hóa trong lúc làm việc. Ngay cả khi huấn luyện, Rafa cũng suýt tông vào đồng đội. May mắn anh vẫn phản ứng kịp thời, mới ngăn chặn được hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, điều này đã bị Vena thấy được. Cô liền đi tới nhắc nhở anh, chỉ còn vòng cuối nữa sẽ quyết định ai được vào đội. Cô hoàn toàn đặt niềm tin vào Rafa vì anh có tài năng. Vena mong rằng mình sẽ không phải thất vọng. Trở về, Rafa đã bắt đầu suy nghĩ lại. Trở thành tay đua chuyên nghiệp luôn là ước mơ của anh. Nhưng nếu không giao bột mì thì đám kia sẽ không để yên cho vợ con anh. Chưa kịp nghĩ nhiều thì hắn đã giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng. Vì khắp nơi đang xảy ra bạo loạn, khiến chúng không thể giao hàng. Vì vậy đã để Rafa đưa trực tiếp cho khách. Hôm sau anh lại đến chỗ làm. Nhưng Rafa phải lựa chọn giữa tăng ca hoặc nghỉ việc. Điều này khiến anh vô cùng tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài bỏ việc. Buổi tối, thằng bạn Chí Cốt đã biết tin, mà đi đến khuyên bảo Rafa dừng lại, vì biết rằng bọn chúng sẽ không dễ dàng tha cho anh. Nhưng Rafa không hề tin vào chuyện đó, và nghĩ rằng cố nốt một tuần nữa thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, khiến thằng bạn hết cách đành quay đít bỏ đi. Rất nhanh, Rafa đã bắt đầu nhiệm vụ. Lúc này phía trước đang xảy ra bạo loạn. Không do dự, Rafa liền tiến về phía trước. Anh dùng kỹ thuật đỉnh cao không ngừng vượt qua mọi trở ngại. Nhưng chưa đi được bao xa thì Rafa đã bị ngã lăn ra đất. Đúng lúc này một đám mặc đồ đen liền đuổi theo, khiến anh đành phải bỏ chạy tụt quần. Đám đó cũng chẳng hề có ý định buông tha mà không ngừng đuổi theo Rafa. Thấy vậy, anh phải nhân cơ hội mà nấp vào một bên để gọi điện xin người ứng cứu. Sau đó liền tiếp tục bỏ chạy đến điểm hẹn. Thấy vậy, bọn chúng không ngừng xả súng về phía anh. May mắn Rafa đã kịp thời được ứng cứu mà vội vã lên xe rời đi. Cuối cùng, Lily đã biết được việc Rafa đang làm và liền tra hỏi anh. Thấy vậy, Rafa liền nói rằng mình chỉ còn một lần giao hàng cuối, xong chuyện họ sẽ được trả lại tự do. Những điều mà Rafa làm vì mình khiến cô rất cảm động. Hôm sau, Rafa đã bước vào vòng cuối cùng để có thể quyết định rằng mình có được chọn vào đội hay không. Mới đầu trận đấu, biểu hiện của Rafa vô cùng tốt, nhưng nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Anh liên tục xảy ra sai sót dẫn đến phải dừng trận đấu. Thấy vậy, Vena vô cùng thất vọng về Rafa. Cuối cùng anh cũng không được chọn. Điều này khiến Rafa vô cùng buồn bã. Không lâu sau, anh đã giao nốt món hàng cuối cùng. Tuy nhiên mọi chuyện đang thuận lợi, thì bọn chúng sao có thể tha cho anh dễ dàng như vậy được. Lúc này Rafa mới nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn rồi. Hắn ta liền lôi vợ con anh ra để đe dọa, khiến Rafa không còn sự lựa chọn nào khác, đành đồng ý với yêu cầu của hắn. Sau đó anh liền cầm chiếc mũ lên, mà nhân cơ hội đáp trả lại lão già. Không do dự, Rafa liền trút hết mọi sự căm phẫn lên người hắn. Đến khi định thần lại thì lão đã tiêu đời rồi. Hết cách, Rafa đành gọi thằng bạn đến, để nhờ anh ấy xử lý gã đó giúp mình. Còn Rafa sẽ đưa anh đến kho bột mì của tên trùm. Không lâu sau, hắn ta thấy mọi chuyện không ổn, đã đến tìm Rafa để tra hỏi anh. Trước họng súng của lão trùm, Rafa nói rằng tên đàn em đã cấu kết với Fezzi để phản bội hắn. Nghe vậy, lão trùm đần độn liền tin sái cổ. Cũng nhờ đó mà Rafa lấy được lòng tin của hắn. Sau đó lão trùm liền dẫn anh đến kho bột mì. Rất nhanh bọn họ đã đến được nhà kho và biết được nơi mà hắn cất số bột mì. Sau đó tên trùm liền sai anh cùng đồng bọn chất hết đồ lên xe. Đúng lúc này hắn ta lại nhận được tin Fezzi đã vào tù một tuần, hoàn toàn không thể gặp được tên đàn em của mình, khiến tên trùm đã biết được mọi chuyện. Lúc này thằng bạn Chí Cốt cũng báo tin cho Rafa và kêu anh ra khỏi đó vì họ đã bị lộ. Thấy vậy, Rafa liền leo lên chiếc mô tô bên cạnh mà rời đi. Tên trùm tức giận cũng không ngừng xả súng, nhưng Rafa vẫn thành công chạy thoát khỏi đây. Thấy vậy, hắn ta cũng vội vàng lái xe đuổi theo. Hai người không ngừng vờn bắt nhau.
nhưng đen đủi là Rafa lại đâm trúng chiếc xe chở hàng, khiến anh bị ngã lăn quay ra đất. Nhân cơ hội đó, tên trùm liền đi đến túm cổ Rafa, sau đó vứt anh vào cốp xe, rồi cứ vậy rời đi. Tuy nhiên hắn không biết rằng Rafa đã âm thầm gửi định vị cho thằng bạn. Khi lão trùm vừa đến nơi thì một chiếc xe tải đã lao tới. Sau đó thằng bạn chí cốt liền nhân cơ hội xử gọn lão trùm, rồi vội vàng cứu Rafa thoát ra khỏi đó. Cuối cùng anh cũng được trả lại tự do và sống một cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Không những vậy, Vena cũng cho anh thêm một cơ hội mới. Nhưng chưa vui mừng được lâu thì cảnh sát đã tìm tới đây. Họ yêu cầu anh phải gia nhập đội chống chất cấm, nếu không thì sẽ bắt anh vì tội dính líu đến lão trùm. Hết cách, Rafa đành phải chấp nhận giúp đỡ cảnh sát trong việc bắt giữ tội phạm. Xin chào Queen lại là mọi người đây. Để tiếp nối phim ảo ma quá nhanh quá nguy hiểm, hôm nay mọi người sẽ cho Queen biết thế nào mới gọi là đua xe, mà còn ở một đẳng cấp Ấn Độ siêu VIP Pro, nơi mà các tay đua bỏ qua mọi định luật vật lý. Mở đầu là cảnh hai người này đang chuẩn bị xúc than vào lò, thì bất ngờ chuông điện thoại reo lên, khiến người đàn ông bật dậy bắt máy. Phía sau lưng cô nàng vẫn đang ôm ấp ve vãn anh. Nói xong anh đứng dậy sửa soạn chuẩn bị đi đồ. Cô gái nổi cáu khi mà lò đang được xúc than thì lại hết củi. Bên này phóng viên đang tường thuật lại một vụ án mà xe tải hộ tống an ninh đã bị phục kích ở đây. Rất có khả năng đây là một vụ nổ do một băng cướp đi mô tô gây ra. Một người đàn ông cao to bước đến và có ý muốn vào bên trong hiện trường, thì gã to béo ngăn lại nói rằng đây không phải là nơi ai muốn vào thì vào. Không ngờ rằng trước mặt mình chính là thanh tra đảm nhận vụ án này. Ông ta mặt cắt không còn giọt nào, hô to vâng thưa sếp và dẫn thanh tra bước vào bên trong. Anh thanh tra bắt đầu xem xét tình hình và nhất định phải tóm được một đứa trong bọn chúng. Một đoàn xe mô tô lớn nhỏ đang rồ ga bốc đầu nhả khói mịt mù. Phía bên lề là cả một đám đông đứng cổ vũ và cá độ ai sẽ về nhất. Chặng cuối của cuộc đua, một chiếc mô tô màu vàng nhạt bất ngờ phóng vụt lên. Anh ta bốc đầu chạy chỉ còn một bánh sau bon bon trên đường. Anh nhổ người dậy đứng thẳng lên thân xe, giơ hai tay tận hưởng chiến thắng. Đúng chuẩn phong cách người Ấn Độ. Vì vậy vẫn chẳng em gái nào ngó ngàng đến. Đang phẫn nộ thì bất ngờ có một cô gái xinh đẹp bước đến, gọi tên anh ta và nở một nụ cười rạng rỡ. Hai người bắt tay nhau. Cô gái nói rằng mình chính là một fan mềm và muốn làm cứng chỗ ẻo lả của Ali. Vì yêu thích tài lái lụa của anh, nên cô gái ngỏ ý muốn hỏi anh về việc mua xe cho người bạn trai của mình. Gì vậy má, đi ra đi. Tưởng được xúc than vào lò, ai ngờ lại gặp cảnh trớ trêu này. Ali đang dạo trên đường bất chợt thấy một đám đông đang bàn tán. Anh dừng xe và đi đến hóng hớt xem có ai rơi đồ gì không. Hóa ra thanh niên này suýt đâm trúng con chó và mọi người đang bắt anh ta xin lỗi nó. Ali liền vào hùa với chị cái kia. Bỗng nhiên chú chó chạy vọt xuống đường. Anh vội chạy theo để ông chú chó lại, thì bất ngờ một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào anh. Tỉnh dậy trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp. Cô gọi anh là Honey, còn anh thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả. Cảm xúc của anh lúc này thật hạnh phúc biết bao. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ bên cạnh người phụ nữ này. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì chồng của nàng về. Người chồng nhăn nhó mặt mày bảo rằng trông anh ta không giống người đàng hoàng lắm. Cô vợ đưa một hộp cơm cho người đàn ông kia rồi chào nhau ra về. Trong căn phòng làm việc của trụ sở cảnh sát, người chồng bất ngờ nhìn thấy Ali qua những bức ảnh đua xe. Anh ta bắt đầu đi đến gara của Ali, rồi lấy cớ đưa hộp cơm để cố tìm ra manh mối gì đấy dù chỉ là nhỏ nhất. Tiếp theo giả vờ hỏi về các loại xe cổ và ngỏ ý muốn mua một chiếc. Thế là Ali đưa anh thanh tra đến chợ trời, nơi còn nổi tiếng hơn cả anh ta, để tìm mua xe máy mô tô. Tại đây người thanh tra bắt đầu chứng kiến những tệ nạn của xã hội. Anh va phải đại ca có máu mặt, rồi thách thức sự kiên nhẫn của hắn ta, đáp trả cú đấm của hắn bằng một cái bạt tai giáng trời. Chỉ trong giây lát bọn chúng kéo cả một đội quân cầm dao kiếm đến và đuổi theo hai bọn họ. Cả đất trời như quay cuồng, khu chợ náo loạn cả lên, còn phía trước xe vẫn chạy bon bon. Đằng sau bọn chúng vẫn kiên quyết đuổi theo đến cùng và bao vây từ phía. Ngay lúc ngàn cân treo sợi lông nách, Ali dùng ngay tuyệt chiêu của mình. Anh bốc đầu lên không trung, rồi hả hê cười trong sự sung sướng. Trên đường đi về nhà họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ali biết anh là cảnh sát và có vẻ rất ngưỡng mộ anh, bởi lẽ chẳng có tên cớm nào dám làm hành động như vừa nãy cả. Anh ta cho rằng cảnh sát là ngu ngốc. Nói rồi hắn đưa anh cảnh sát đến nơi làm việc. Xuống xe liền bị anh đấm cho một phát và lôi cổ vào phòng điều tra để đe dọa và bắt hắn khai hết tất cả những ai có liên quan đến vụ cướp. Thế nhưng đáp trả lại anh cảnh sát vẫn chỉ là sự hoang mang không biết bất cứ một cái gì của hắn. Đồng thời lúc ấy có điện thoại reo lên, thông báo vừa có một vụ cướp xảy ra.
Bên này cảnh sát đang đuổi theo 4 chiếc mô tô. Trong cảnh này như bọn chúng đang dẫn đường cho cảnh sát vậy. Trong tích tắc 4 chiếc xe rẽ thành 4 hướng khác nhau, làm cho cảnh sát bị phân tán lực lượng khắp nơi. Càng tăng tốc thì càng cách xa bọn chúng hơn. Rồi bất chợt người đàn ông cởi mũ bảo hiểm ra ném mạnh về phía sau khiến xe cảnh sát ngã ngửa. Sau đó bọn cướp cũng mất hút vào hư không. Phía cảnh sát thì ăn hại không tài nào tìm thấy được dấu vết của bọn chúng. Những vị trí đặt camera hay những hành động của cảnh sát, bọn chúng đều biết hết và không để lại bất cứ manh mối nào. Về đến nhà anh thanh tra gặp phải Ali. Anh dọa sẽ cho vợ hắn biết rằng anh là một thằng chuyên nhảy xe của người khác. Ali sợ tái mặt lắc đầu xin được tha thứ và gọi anh là đại ca của mình. May mà không giúp anh phán thì khỏi về với vợ. Một người đàn ông lái chiếc xe hơi sang trọng trở về gara. Anh tóc dài thấy thế thích ngay và muốn được test thử con xe xịn sò này. Anh ta ngồi lên xe siêu tốc độ và cua gấp những đoạn nguy hiểm đến đáng sợ. Vừa giải thích về động cơ của chiếc xe, vừa lo sốt vó không biết mình sẽ dụng lúc nào. Bất ngờ anh ra hiệu lệnh nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe mới tinh ấy lao nhanh về phía trước và rơi thẳng xuống vực. Anh cho rằng không ai được phá luật mà anh đã đặt ra, kể cả người đó có lại anh vì luật là luật. Ngay buổi đi làm đầu tiên, tại trụ sở Ali đã lập một chiếc sòng bạc mini với những người cảnh sát. Thế nhưng điều đặc biệt là cảnh sát càng chơi lại càng thua, trước người cất giữ những chiếc xe trộm cắp. Cuối cùng lại bị đại ca bắt được và nhận một cái đấm thẳng vào ảnh đại diện. Sáng hôm sau cảnh sát bắt đầu đi thăm dò tình hình. Anh cảnh sát to béo đóng vai người bán hoa, còn Ali thì trong bộ dạng của một chú hề. Tối hôm đó trong lúc đang rình rập kẻ trộm dưới mưa, Ali bất ngờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Xe của cô ấy bị hỏng và cô ấy muốn được giúp đỡ. Ali múa phải đường quyền giống như tất cả đều nằm trong sự hiểu biết của anh. Còn cô gái thì ngưỡng mộ anh và cười trong sự thích thú. Anh ta còn nhảy nhót theo điệu nhạc để quyến rũ cô ta. Phía bên kia anh cảnh sát đang lắc đầu ngán ngẩm. Sửa xong anh chào tạm biệt và cũng đến lúc cô gái phải rời đi. Ngày hôm sau bọn họ vẫn tiếp tục rình rập để truy tìm dấu vết của bọn trộm nguy hiểm. Với sự am hiểu sâu rộng với mô tô của mình, Ali bất ngờ nghe thấy được chuyển động của những chiếc xe. Thế là bọn họ nhảy lên xe lao đi truy tìm dấu vết của bọn chúng. Chỉ trong tích tắc anh đã truy đuổi được bọn chúng. Và giờ là lúc tài năng của Ali Abu được bộc phát. Ngay trong khoảnh khắc chiếc xe cứu hỏa chạy qua và bọn họ đã thành công băng qua toa nối của đoàn tàu. Anh cảnh sát ngồi sau đứng dậy cầm súng xả vào bọn chúng. Phát súng đầu tiên bắn sượt qua vai. Phát thứ hai thì hắn biết được đường đi của đạn nên đã né được. Phát thứ ba bắn trúng vào lốp xe khiến chiếc mô tô chao đảo. Thế là hắn buộc phải nhảy ra khỏi xe. Ngay lúc đấy đồng đội của hắn ta chạy đến hỗ trợ. Hắn nhảy vội nhanh lên xe. Bọn chúng tăng ga đá số chạy hơn 300 km/h. Khiến Ali và anh cảnh sát ngây người dõi theo trong bất lực. Trong lúc nghiên cứu về con xe mới của Ali, một cuộc điện thoại gọi đến anh cảnh sát. Đầu dây bên kia là của một thanh niên đầu sỏ của bọn cướp. Hắn ta truy hỏi cảnh sát rằng, tại sao anh ta lại có được một cuộc phỏng vấn truyền hình lớn đến vậy? Nhưng cảnh sát bảo không muốn nói chuyện với tội phạm qua điện thoại và sẽ hẹn hắn ta sẽ bàn kỹ hơn ở trại giam. Họ thách thức nhau và hứa hẹn sẽ khiêu chiến đến cùng. Nếu như thất bại, anh cảnh sát sẽ tự sa thải mình. Bước vào trung tâm thương mại, anh cảnh sát thấy ai cũng đáng nghi. Đang bước đi chậm rãi từ tốn, thì bắt gặp một người đàn ông đeo kính. Thế nhưng kẻ mù kia chính là tên cướp, mà hôm qua đã gọi điện thách thức anh cảnh sát. Anh đứng giữa đường như kẻ tâm thần lạc lõng mất phương hướng. Tại một đêm trình diễn ca nhạc với hàng trăm triệu khán giả, những điệu nhảy cuốn hút mạnh mẽ và đầy táo bạo khiến khán giả đung đưa lắc lư hết mình. Đồng thời lúc đó anh cảnh sát cũng đang đảo mắt, truy tìm dấu vết của cái cướp. Còn anh chàng trợ lý Ali lại hào hứng nhảy lên sân khấu, cùng đất trời. Kết thúc đêm ca nhạc, anh ta tuyên bố rằng tất cả số tiền trong đêm nay đều được quyên góp cho một quỹ từ thiện. Thế nhưng khi hộp đựng tiền được kéo lên, trong hộp chỉ còn vài tờ bạc lẻ. Bất chợt một đoàn chiếc mô tô của bọn cướp đặc biệt từ từ đi ra.
hắn đạp đồ thùng xăng rồi ném chiếc bật lửa về phía trước. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến mọi người ai nấy đều chạy tán loạn trong vô định. Bọn chúng chạy trước còn anh cảnh sát đuổi theo sau. Anh bắn 3 phát một vào tên kia và nhảy ra khỏi đám cháy. Sau đó anh nhổm dậy ngay tức thì, dồn hết tất cả sức lực và sự căm hận của bản thân. Bắn liên tục vào tên đi cuối cùng. Hắn ta ngã lăn đùng ra và bị bỏ lại phía sau. Mà không ai trong đám quân của bọn chúng hay biết. Anh cảnh sát bước đến bên kẻ đã bị mình hạ cuộc. Nhận ra rằng mình đã gặp tất cả bọn chúng trong tiệm mì xào. Sau đó anh lao nhanh đến chỗ Ali, rồi đi đường quyền vào ảnh đại diện đối phương, vì cho rằng chính hắn ta đã phản bội mình. Ali không chịu ngồi yên, bất ngờ phản công và chống trả quyết liệt. Trong một cuộc thi giành giải lưu hương vàng mở rộng, người đàn ông đầu sỏ của băng cướp cũng đăng ký vào đua. Hắn ta xuất phát muộn hơn rất nhiều so với đoàn xe, nhưng vẫn quyết tâm đuổi đến cùng. Chỉ trong nháy mắt hắn ta đã đến ngay cạnh Ali. Và tăng tốc bứt phá trở thành người chiến thắng, trước sự kinh ngạc của hàng vạn người. Thể hiện luôn trình động bằng pha quay đầu xe và đắp đất bằng một pha xử lý tuyệt đẹp. Nhà cái trong vụ cá cược này như mèo húp được mỡ. Cuối cuộc đua anh ta cạ gẫm Ali vào biệt đội của mình rồi chim én đi. Sáng hôm sau theo lời hẹn Ali đến nơi và trò chuyện như người quen với băng cướp. Bọn chúng cam kết rằng sau khi xong vụ này thì chẳng ai sẽ còn dính dáng gì đến nhau nữa. Nhìn ra biển có một cô gái gợi cảm đang lái mô tô nước điều luyện và băng qua những con sóng dữ dội. Làm Ali như gục ngã trước vẻ đẹp của cô. Anh chắp tay cảm ơn người mẹ ở trên trời đã mang cô gái đến với anh. Nhưng cô ta đáp lại bằng sự phũ phàng và lạnh lùng. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là một sòng bạc lớn nhất Ấn Độ. Họ bắt đầu xâm nhập vào hệ thống của khách sạn. Người làm bồi bàn, người làm phục vụ, kẻ làm bartender, còn lại đóng giả làm hành khách du lịch đi nghỉ dưỡng. Nhưng điều bất ngờ là cảnh sát Jai và vợ cũng đến đây để nghỉ dưỡng sau khi anh từ chức. Mọi người lo lắng chần chừ rằng sẽ phải rời khỏi đây sớm hơn dự kiến. Nhưng ông trùm của băng cướp vẫn quyết định chiến đấu đến cùng. Đêm nay là một đêm giao thừa tuyệt vời. Mọi người nhảy nhót hát ca rất vui vẻ. Đồng thời lúc đấy bọn cướp cũng đã bắt đầu len lỏi được vào kho chứa bạc và hốt hết những cục tiền vào hành lý của bọn chúng. Khi đêm nhạc kết thúc, hai người lên xe với đống hành lý trá hình. Còn lại đợi thời cơ thích hợp để chuồn ra khỏi khách sạn. Bất ngờ thay ánh đèn chợt tắt, khiến mọi người ai nấy đều hoảng loạn. Trên màn hình kia xuất hiện băng video, ghi lại tất cả những hành động phạm pháp của bọn chúng. Mà người đứng đằng sau không ai khác chính là cảnh sát Jai. Cuối cùng tên trùm cabin đã chịu khuất phục trước người được đào tạo tên Jai. Thì ra anh ta đã cài Ali vào làm gián điệp. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó. Nhưng không, ánh đèn chợt tắt và bọn chúng bắt đầu lên xe mô tô và bỏ chạy. Ở một bối cảnh khác, Ali đang vui mừng thì bọn chúng quay trở về. Cabin đấm liên tục vào ảnh đại diện. Rồi bọn chúng chĩa súng vào đầu anh, chuẩn bị bóp cò thì bất chợt ở giữa dòng sông. Có một người đàn ông cầm súng trên chiếc cano, nhắm thẳng tay cabin và bắn một phát súng chính xác đến từng mm. Người đàn ông ấy chính là anh cảnh sát nguy hiểm của chúng ta. Bọn chúng chạy lên xe để tẩu thoát. Riêng cô gái duy nhất của đám cướp vẫn ở lại với Ali. Cô gái ngọt ngào ấy như chìm đắm trong sự nam tính của anh. Ali lên cano để chơi bắt bọn cướp, còn cô gái ở lại chờ đợi người đàn ông của mình quay trở về. Bọn chúng đang tẩu thoát, thì bất ngờ chiếc cano của cảnh sát lao nhanh ra chắn ngang đường và bắn liên tục vào bọn chúng. Cuộc chiến giữa đường thủy và đường bộ y như trận chiến lịch sử của Sơn Tinh và Thủy Tinh trong truyền thuyết vậy. Họ băng qua đám lửa và dường như vừa được tiếp thêm sức mạnh của sự chính nghĩa. Càng chạy nhanh hơn, băng băng về phía trước, Jai móc vào chiếc xe container kia, rồi nhân cơ hội nhảy lên bám lấy vào đuôi xe. Chớ trêu thay là súng của Jai đã bị rơi xuống đường. Hai người chia nhau ra chiến đấu với bọn chúng. Ali đã loại bỏ được một tên cặn bã. Còn phía trên nóc xe, ông trùm và anh cảnh sát đang tỉ thí võ công Ấn Độ. Ali bên dưới vừa nhẹ nhàng hạ gục tên tiếp theo. Hai người trên nóc xe vẫn đang giao cấu nhau ác liệt. Khi này Ali leo vào buồng lái thế chỗ cho tên cướp. Đến khi Jai bắt anh dừng xe. Chiếc xe vừa dừng lại thì cũng là lúc mà tên cướp cuối cùng kia lái chiếc mô tô của hắn bỏ chạy. Hắn quay lại nhìn anh cảnh sát Jai và Ali với gương mặt đầy sự khinh miệt. Cứ tưởng sẽ thoát được vụ này,
thì bất ngờ từ đâu hai người kia chặn cứng cả hai đầu. Ba người bọn họ đối mặt với nhau, rồi tên cướp kia lao nhanh xuống vực và chìm vào đại dương mênh mông. Trong phút chót của cuộc đời, chiếc xe từ từ rơi xuống. Những đồng tiền mà hắn cướp được bay lên rồi rơi vào hư không. Chính nghĩa luôn luôn chiến thắng. Những kẻ phạm pháp vô nhân tính cuối cùng cũng phải sa vào lưới của pháp luật mà thôi. Thật phí phạm cho một đời người. Đồng thời bộ phim cũng khơi gợi một niềm tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì chắc chắn sẽ có ngày đạt được thành công như anh chàng Ali vậy. Rồi anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp của anh suốt cuộc đời. Xin chào Queen lại là mọi người đây. Queen còn nhớ vụ trộm siêu hot hit một thời này chứ? Giờ thì nằm xuống và mọi người sẽ gửi đến Queen siêu phẩm Ấn Độ này. Người đàn ông này nhảy dù ở độ cao hơn 10.000 mét và đang nhắm tới một toa tàu ở phía dưới sa mạc. Ước tính tốc độ lên đến 300 km/h. Anh ta cải trang thành nữ hoàng và lẻn vào buổi tiệc trên tàu. Mục đích đến đây là để đánh cắp chiếc vương miện. Khi hai vệ sĩ phát hiện ra có kẻ đột nhập, thì chiếc vương miện đã biến thành biểu tượng chữ A. Kẻ trộm đã trốn thoát bằng đường bên trên nóc toa tàu. Cả hai rút súng ra xả đạn về phía tên trộm. Thì từ đâu hắn rút ra một tấm ván trượt đỡ đạn và nhảy ra khỏi tàu. Bọn họ tiếp tục đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn bị hạ gục một cách nhẹ nhàng. Vẫn chưa đủ kích thích. Tên trộm tiếp tục chơi trò lướt ván sau đuôi xe lửa. Vệ sĩ đứng ở trên cầm súng bắn liên tiếp vào nhưng chẳng hề trúng viên nào. Sau khi chơi chán thì tên trộm thực hiện một cú nhảy lộn nhào, rồi đá mạnh vào người vệ sĩ khiến anh rơi xuống. Đoàn tàu cứ thế chạy băng băng trên đường và để tuột mất kẻ cướp nguy hiểm số 1 Ấn Độ. Hắn chính là Arian siêu cướp có biệt danh Mr. A, với biệt tài giả dạng siêu đỉnh đẳng cấp VIP Pro. Ngay cả việc dùng các loại đồ chơi công nghệ với hắn cũng là dễ dàng. Hắn chuyên săn lùng các báu vật quốc gia và những kho báu quý hiếm. Quá chán nản với việc không tài nào bắt được hắn, phía cảnh sát đành liều mình dùng tới kế hoạch cuối cùng. Đó chính là mỹ nhân kế. Đố có một anh hùng nào mà tránh được ải người đẹp hàng ngon. Phía này một biệt đội đang chờ sẵn để phục kích, thì bất ngờ một chiếc xe mô tô lao đến gầm rú. Và không ai khác đây chính là Ali. Anh ta đến để giao hàng cho gã đầu gần chọc này. Giao dịch đã thành công nhưng chớ trêu thay là Ali lại làm rơi chiếc thẻ ngành. Mày tới chơi bọn anh à thằng khứa này. Bọn chúng kiểm tra trong người anh còn có cả máy phát tín hiệu. Biết đã lộ rồi anh chỉ còn nước là chấp tay nguyện cầu. Nhưng bọn chúng chỉ lăm le cây hàng nóng dí thẳng mặt anh chờ bắn. Ali bèn ngẩng đầu lên trời và cầu xin sự giúp đỡ. Bất ngờ từ đâu dưới mặt nước kia chui lên. Dai cầm súng bắn lia lịa không hề thương tiếc. Ali thấy có tiếp viện cũng nhanh tay bắn nổ cả chiếc thuyền kia. Họ đang tranh cãi nhau thì lại có tiếng súng từ bên chiếc thuyền khác. Làm đứt luôn cả còng số 8 trên tay Ali. Chọc ai không chọc lại chọc hai thằng điên này. Đang nóng trong người nên hai anh cho nó nổ tung trời. Kết thúc vụ án, Dai kéo Ali đi lướt ván băng băng qua dòng nước lạnh đến buốt người. Cuộc sống chớ trêu là thế nhưng lại còn buồn hơn. Khi mà người vợ ngồi ở ngoài chiếc sofa kia cứ liên tục chỉ trích. Mắng mỏ Dai rằng anh đang nấu ăn rất chậm. Cứ như thế thì biết bao giờ mới thay tã được cho con. Và rồi cả Ali và vợ Dai đều quay ra cho rằng Dai thật cục cằn sẽ chẳng một ma nào thèm chơi đùa với anh. Bên này một cô gái lạnh lùng đang tập bắn những đường súng chuẩn chỉ đến đáng sợ. Cô ta xinh đẹp và sexy khiến ai ai cũng phải ngước nhìn theo từng bước đi. Trong căn phòng đấy cô ta vừa tự còng tay mình, thì Ali bước tới làm giật mình mà chốt luôn. Cô gái né tránh cảm xúc như rơi xuống vực thẳm. Vì thấy một anh cảnh sát ngớ ngẩn đến chán nản. Cô ta nài nỉ muốn được mở còng nhưng Ali nhất quyết không chịu tin. Vừa lúc ấy thì Dai đi vào và thế là một lần nữa cái sự thật chết tiệt ấy lại xảy ra. Ali không hiểu thế nào là đã muốn sống hết đời cùng người đẹp rồi. Thật hề hước họ nhận ra nhau vì những tiếng tăm lẫy lừng của đối phương. Không ai chịu nhường ai và cuối cùng họ bước tới ôm nhau. Còn Ali thì vỡ mộng trong sự đau đớn. Họ bắt đầu điều tra về kẻ cướp bí ẩn kia. Hắn được gọi là một bậc thầy cải trang. Thậm chí còn dám cải trang thành nữ hoàng để ăn cắp vương miện của người. Hắn là một loại trộm đặc biệt chỉ trộm những thứ quý giá đến mức vô giá. Quy luật trộm cắp của hắn là sự ngẫu nhiên, nên rất khó nắm được đường đi nước bước. Với sự thông minh của Dai, anh nhận ra ngay suy nghĩ của tên trộm. Hắn muốn để lại một chữ A trên bản đồ thế giới, nên vụ trộm tiếp theo có thể sẽ diễn ra theo đúng như dự kiến của Dai. Anh ta kết luận rằng vụ trộm sẽ xảy ra tại một trong hai viện bảo tàng nổi tiếng của thành phố Mumbai. Nhưng để bắt được một tên trộm như hắn thì rất khó khăn. Trong căn nhà của Dai hôm đó có sự xuất hiện của cô cảnh sát lạnh lùng nữa. Họ cùng nhau ngồi kể lại chuyện thời đại học. Ở bên này vợ Dai máu đang sôi sùng sục lên như chuẩn bị ăn thịt người chồng. Trước sự trêu đùa của đôi bạn trẻ kia. Còn Ali đã lên kế hoạch giúp cô hả giận. Bằng cách sẽ tán tỉnh cô cảnh sát kia để gia đình của Dai được yên ổn.
Sáng hôm sau, cảnh sát bắt đầu bao vây tại các địa điểm đã định trước, chờ thời cơ xuất hiện của Mr. A. Trong viện bảo tàng, Jay cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi Jay nhận ra rằng cổ vật trong bảo tàng mà anh ta đang canh giữ không phải là hàng thật, anh ta đã vội vã chạy đến bảo tàng khác. Ở giữa sảnh bảo tàng đặt một viên kim cương. Xung quanh có 8 nhân viên đang canh giữ cẩn mật. Họ không hề hay biết là một tên siêu đạo Trích đã cải trang và trà trộn vào những bức tường trắng ở kia. Và thế là một vụ trộm siêu đẳng đã bắt đầu. Mr. A cầm cái điều khiển đã được ngụy trang khéo léo đặt trên quyển sách. Hắn bấm nút, thế là một chiếc xe mini chạy ra, mở nút máy quay phim và điều khiển chiếc xe chạy về phía trước. Vì màu sắc tương đồng với hoa văn trên sàn nhà, nên chiếc xe nhỏ kia đã hoàn hảo tránh được các nhân viên bảo vệ. Hắn cẩn thận điều khiển chiếc xe đi đến trước tủ đựng kim cương, men theo mép tủ và bò lên rồi bật nút mở cửa phía sau. Sau đó một cánh tay robot dài 2 mét thò ra ngoài. Khoảnh khắc viên kim cương thật bị lấy đi, thì cái bóng của viên kim cương giả xuất hiện. Với những thao tác mượt mà đến đáng sợ, thứ quý báu đã thuận lợi đến tay hắn ta và rồi tẩu thoát mà không hề một ai hay biết. Đúng lúc ấy, Jay gọi Ali đóng cổng chính và tất cả các lối ra vào lại ngay lập tức. Cứ 5 phút là báo cáo một lần. Ali đang vừa đi vừa nói chuyện thì lỡ đụng vào một ông già dọn rác, nên đã quay lại xin lỗi ông ta. Nghe thấy vậy, Jay hỏi ngay Ali rằng tại sao lại xin lỗi ông ta và bắt Ali chặn ông ta lại ngay. Bởi vì Jay đã hủy bỏ tất cả các ca quét dọn rồi, nên sẽ chẳng có một người nào còn lảng vảng vào đấy cả. Ali bảo ông ta xuất trình giấy tờ ra, thì đúng lúc ấy hắn ta âm thầm mở nút điều khiển. Dưới giày không ngừng chảy ra chất lỏng, cho đến khi cảnh sát phát hiện đằng sau tấm thẻ có chữ A, thì bùm một tiếng, ông ta rơi xuống cống nước trước sự hoang mang tột độ của mọi người, rồi chui mạnh ra từ một nắp cống khác và tẩu thoát bằng đôi giày patanh. Ali phóng con ngựa chiến của mình đuổi theo. Hắn bất ngờ nhảy lên không trung băng qua đoàn xe ô tô để tránh sự truy đuổi của Ali. Anh cảnh sát lúc này vòng lại đường khác để đón đầu hắn ta, thì bất ngờ hắn bay như tên bắn, thoát ẩn thoát hiện làm cho Ali không kịp nhìn thấy. Hắn bay lên giữa khoảng không của hai chiếc xe buýt. Ali giơ súng lên bắn liên tục mấy phát nhưng đều trượt, cho đến phát cuối tên trộm lộn người một vòng lấy đà nhảy lên nóc xe, sau đó nắm tay vào thanh chắn ở cầu leo lên cao rồi chạy mất. Jay ở trên trực thăng bắn tới tấp vào hắn nhưng vẫn trượt. Sau đó họ chia nhau mỗi người một ngã để chặn hắn. Bất chợt có một đoàn chạy marathon đi qua. Hắn trà trộn vào đám người đó, rồi tẩu thoát mất hút mà không ai hay biết. Lúc này Mr. A nhìn thấy có kẻ tự xưng là mình và thách thức cảnh sát rồi nói rằng sẽ lấy trộm một thanh kiếm chiến binh cổ. Hắn ta đi đến bên cạnh một cậu bé và đưa cho cậu ta tấm vé mà không rời đi nữa. Tối hôm đó Ali ngồi bên cạnh nàng cảnh sát lạnh lùng, ngáp nhẹ rồi nghiêng đầu tựa vào vai cô. Ngay lập tức cô chĩa súng vào đầu và đe dọa anh ta mà không hề do dự gì. Ali quá hỏng sợ tỉnh dậy và tránh xa ngay. Đáp lại sự khiêu khích của tên trộm, cảnh sát đã điều một đội canh gác nghiêm ngặt tại nơi cất giữ thanh kiếm. Đấy là bảo vật cổ có giá trị 200 triệu đô. Xung quanh có tia hồng ngoại. Chỉ cần chạm vào nó thì chuông cảnh báo sẽ vang lên. Và 30 giây sau cảnh sát sẽ ập đến hiện trường. Dao động từ trường được cài ở mọi nơi trên 4 bức tường. Chỉ cần thanh kiếm bị lấy đi thì họ sẽ bị chấn động đến ngất. Bảo vật được bảo vệ từng tầng lớp lớp như thế thì không biết Mr. A phải ra tay như thế nào. Và ban đêm Mr. A gặp tên trộm giả mạo. Trong căn phòng có giữ thanh kiếm, hắn ta lấy ra một đồng xu rồi bắn về thanh kiếm, xuyên qua tia hồng ngoại làm rung chuông cảnh báo. Không bao lâu sau cảnh sát đã đến hiện trường. Họ cầm lấy thanh kiếm thì sóng từ trường đánh ngất tất cả các cảnh sát. Mr. A bò trên nền nhà và trốn nên thoát được. Trước khi đi hắn ta còn để lại hiện trường biểu tượng chữ A quen thuộc. Còn tên trộm kia thì bám vào sợi dây và lại tẩu thoát. Thế nhưng trên đường chạy trốn đã bị cảnh sát tóm cổ. Lúc này Mr. A tấn công từ phía sau. Một sút đá bay khẩu súng trong tay nữ cảnh sát. Cô gái xinh đẹp suýt nữa thì rơi xuống phía dưới. Jay lúc ấy vừa kịp đến nơi thì hắn ta đã ôm lấy đồng bọn và nhảy đi mất. Jay hướng mắt nhìn theo bọn họ chạy trốn, thề rằng chắc chắn sẽ bắt được kẻ giả mạo. Hai người về đến nhà, tên trộm kia lộ ra khuôn mặt thật. Trước mặt Mr. A là một cô nàng siêu bốc lửa tên là Sunny G. Cô thuyết phục hắn tháo mặt nạ ra và bắt tay hợp tác với cô. Cả hai sẽ tạo lên những vụ trộm mang tính thế kỷ. Nhưng Mr. A không tin bất kỳ ai ngoại trừ bản thân hắn. Anh ta chỉ hành động một mình, có như thế sẽ chẳng ai có thể phản bội. Mr. A lấy lại thanh kiếm mà cô trộm được. Và vì cô mạo danh hắn nên thứ này vẫn là của hắn. Sunny G quá nỗi xinh đẹp và quyến rũ trong những vũ điệu. Mr. A ẩn mình trong đám đông mà không hề đeo bịt mặt. Trời mưa tầm tã, cô gặp hắn tại sân bóng và cả hai thi đấu với nhau.
cô vẫn không từ bỏ ý định theo hắn hành nghề trộm cắp. Hắn cảnh báo cô khi đã lựa chọn đi cùng, thì cô không chỉ là bạn đồng hành mà còn là cái bóng của hắn, và không bao giờ có thể tách ra được. Cô hứa sẽ tuân lệnh hắn một cách trung thành. Và cuối cùng hắn đã đồng ý. Sunny Ji tới rạp chiếu phim và gặp cảnh sát Jae. Anh ta cố tình nhắc lại chuyện này trước khi cô sắp phải ngồi tù. Đã van xin sẽ làm mọi việc cảnh sát yêu cầu. Và bây giờ cô là cộng sự của anh ta. Làm gián điệp để tống tên trộm Mr. A vào tù. Cô là chiếc cầu nối giữa cảnh sát và tên trộm. Vừa lúc đó một tên ngốc tới ngồi bên cạnh cô. Nhưng khi quay lại thì hắn đã thay đổi diện mạo là Mr. A. Hắn đưa cô túi bỏng ngô. Bên trong chỗ hộ chiếu và họ sẽ thực hiện một vụ quốc tế. Ngày hôm sau cô và hắn tới sân bay. Ali và Jae theo tình báo của Sunny Ji. Theo dõi bọn họ tới một bãi biển. Nơi có quá nhiều người đẹp. Sự chú ý của Ali đã lỡ va phải một cô nàng sexy. Cô dẫn họ tới nhà mình. Hai người quá nỗi si mê nhau. Còn mường tượng ra cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng Jae ngay lập tức chặn dòng suy nghĩ ấy lại. Tối đó Sunny Ji vừa tắm xong thì thấy một chiếc váy trên giường. Cô liền diện ngay xuống lầu ăn tối cùng Mr. A. Hắn thay đổi diện mạo liên tục, nên cô cũng chẳng thể biết đâu mới là gương mặt thật của hắn. Nhưng Sunny Ji bảo rằng, dù có đổi mặt nhưng đôi mắt vẫn chẳng hề không thay đổi được. Vẫn lương thiện và cô tin hắn sẽ không hại cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau không khác nào kẻ lỡ xa vào lưới tình. Hắn rời đi nhắc cô về buổi tập luyện sáng ngày mai sẽ vất vả đấy. Cô thích thú mải mê nhìn theo hắn. Cô gái sexy chuẩn bị bữa tối cho hai người đàn ông. Ali cực kỳ phấn kích và sung sướng, trong khi Jae luôn tỏ ra khuôn mặt khó ở. Ali yêu rồi. Anh quyết định sau vụ này tới nơi đây sinh sống và hạnh phúc mãi mãi về sau. Sáng hôm sau Mr. A xuất hiện với diện mạo thật trước mặt Sunny Ji. Chân đời chưa thấy tên trộm nào lại đẹp trai như hắn, khiến Sunny Ji có khi nào chuyển sang thế con mồi. Hắn cho phép cô thấy diện mạo thật và biết tên của hắn vì đã tin tưởng cô. Cả hai nhảy xuống vách núi. Yên tâm là còn có dây cáp chỉ thử sức lòng gan dạ một tí mà thôi. Hai người họ đồng hành bên cạnh nhau. Hắn dạy cô những thủ thuật trộm cắp. Còn phía bên kia Ali đang bận yêu đương mất rồi. Tại quán cà phê Mr. A đi tới đề nghị ngồi cùng Jae và bắt đầu một cuộc đối thoại dối trá. Hắn lừa rằng mình là kẻ thu thập đồng xu và tặng cho Jae một đồng như làm quà. Còn Jae tự nhận anh là nhà văn. Hắn bất ngờ nhận được điện thoại từ Sunny Ji. Cô sẽ tới gặp hắn muộn khoảng 2 tiếng. Nếu trước đây hắn không cần một người phụ nữ bên cạnh, thì giờ đây hắn lại thấy điều này đúng đắn quá. Ít giây sau Sunny Ji gọi ngay cho Jae hẹn gặp anh sau 1 tiếng nữa. Và rồi hai diễn viên xuất sắc chào tạm biệt nhau hẹn có duyên tái ngộ. Sunny Ji tớ gặp Jae ở bến tàu báo tin rằng hắn đã cho cô xem mặt và cô có thể nhận ra hắn ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên cô chưa hiểu được ký hiệu mặt trời của hắn là gì. Cô hỏi Jae với hy vọng anh ta sẽ cho cô tự do. Sau khi thành công tống giam tên trộm này, tuy nhiên Jae chỉ nói sẽ suy nghĩ. Điều này khiến cô bực bội. Arian là tên trộm nhưng cô tin hắn còn Jae thì không. Jae thách thức cô. Cô có thể chọn tin kẻ trộm hoặc phản bội cảnh sát. Điều này làm Sunny Ji đứng hình. Lần này mục tiêu tiếp theo chính là những đồng xu trị giá 10 tỷ đô. Tuy nhiên Jae đích thân sẽ ra trận, nhưng vẫn không ngăn cản được Arian cải trang. Anh ném một túi vải xuống dưới nền nhà. Một đàn nhện nhỏ từ từ trong túi bò ra ngoài. Đây là con vật mà các bạn nhỏ sợ nhất. Bọn trẻ lúc này hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Arian nhân cơ hội đó đã lấy được số tiền xu đi và biểu tượng chữ A lại một lần nữa xuất hiện. Jae vội vàng ra lệnh cấp dưới để bọn trẻ đi ra ngoài. Còn người lớn thì chặn lại. Nhưng không ngờ hai bọn họ lại cải trang thành trẻ con đi ra được. Sau khi vụ trộm được thực hiện thành công, Jae nhận ra rằng mình đã bị phản bội. Và cô đã gọi điện cho anh để xác nhận rằng cô muốn ở lại với Arian. Không muốn tiếp tục liên minh với Jae, buộc Jae và Ali phải theo đuổi họ. Hai người lái xe như bay trên đường cao tốc. Cảnh sát lúc này cũng hành động quyết liệt còn phái cả trực thăng để truy bắt họ. Nhưng Arian lại lái xe vào đường hầm và cắt đuôi được cảnh sát. Sau đó Jae cũng lái xe mô tô truy đuổi theo sau. Cả con đường ai nấy đều lái một bánh không thì cũng lái với tốc độ bàn thờ. Arian bảo Sunny Ji lái xe còn mình cầm súng giải quyết cảnh sát. Hai cảnh sát lúc này xuống xe biểu diễn tuyệt kỹ, nhẹ nhàng tránh được làn đạn của hắn ta. Ảo cứ như là quá nhanh quá nguy hiểm vậy.
cho đến khi Ariane và xe mô tô bay xuống vách núi, rồi từ trong không trung mở dù ra rồi chuồn mất. Giai Hạ quyết tâm phải bắt được Ariane, nên cũng liều mạng nhảy vọt một cái xuống phía dưới, an toàn nhảy xuống vai của Ariane. Hai người sau khi hạ cánh thành công thì bắt đầu solo. Sau cuộc rượt đuổi, tất cả đều đến đỉnh thác nước. Ali cũng đã bắt được Sunnyji. Cô mặc dù truyền đạt tình cảm của mình cho Ariane nhưng lại bắn anh ta. Ariane rơi xuống từ thác nước, sau đó Jai cho phép Sunnyji tự do. 6 tháng sau có thông tin rằng Mr. A vẫn đã sống sót và đã mở một nhà hàng ở quần đảo Fiji cùng với Sunnyji. Jai gặp Ariane và Sunnyji tại nhà hàng và nói rằng bất chấp tội ác của họ, anh không muốn bỏ tù cặp đôi. Ariane nói với anh ta nơi cất những món đồ bị đánh cắp. Jai nhận thức được tình cảm của cặp đôi đối với nhau, nhưng cảnh báo họ không nên quay lại cuộc sống tội ác của mình. Sau khi rời đi, Jai nhận được một cuộc điện thoại và thông báo cho Ali rằng họ sẽ quay trở lại Ấn Độ thực hiện vụ án tiếp theo. Phần thứ hai của bộ phim khép lại bằng cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi Ariane và Sunnyji. Bọn họ cũng chính vì tình yêu mà bất chấp bỏ hết tất cả những vinh hoa phú quý, bỏ hết nghiệp trộm cắp để cùng nhau sống với thứ tình yêu của lứa đôi. Vậy là cuối cùng không có ải mỹ nhân nào hết. Ông già đáng thương này đang lạy ông đi qua lạy bà đi lại, mà mọi người không ai thèm quan tâm tới lão cả. Bất chợt một tờ tiền rơi vào cốc. Ông ta hoang mang và ngước lên, thì thấy từ đâu một cơn mưa tiền trút xuống. Dưới một khung cảnh như này thì không ai là không nổi lòng tham cả. Cùng lúc đó một người đàn ông lao thẳng từ trên xuống. Anh ta đi bộ trên tường nhà với đôi mắt sắc lẹ. Tưởng anh là cướp nên ông già run sợ đưa hết tiền ra. Nhưng anh ta chỉ nhếch mép cười rồi đẩy lại. Cảnh sát đang đến khiến anh ta chạy vào thẳng lên chiếc xe tải gần đó. Chiếc xe vừa bị bao vây thì đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Anh ta đang ngồi trên con xe phân khối lớn lao vun vút trên không trung. Đang hăng máu thì bất chợt có xe công chắn đường. Anh ta trượt xuống dưới gầm xe. Anh ta hết quẹo trái rồi lại quẹo phải. Lái xe cứ như trên phố chẳng có ai. Một cảnh sát chạy sát ngay theo sau. Anh ta nhảy lên đạp thẳng chân vào người cảnh sát, khiến chiếc xe lao thẳng vào một tiệm hàng bên lề đường rồi tiêu đời. Khuôn mặt lúc này vẫn vô cùng lạnh lùng. Anh ta cứ liên tục lạng lách đánh võng cứ như nơi không người. Lướt qua từng chướng ngại vật mà không hề hấn gì. Bất chợt trước mặt anh là một dàn xe cảnh sát. Chiếc PKL bất ngờ chuyển sang chế độ thu nhỏ. Anh đứng lên chiếc xe đúng chuẩn Hollywood ấn. Cứ thế mà lướt qua khe hở giữa hai chiếc xe ô tô. Thế nhưng cảnh sát vẫn không ngừng đuổi theo. Anh phải chui vào một hầm để xe. Chớ trêu thay đây là ngõ cụt và cảnh sát đã chờ sẵn ở ngoài. Ngay lúc này một sợi dây thừng sắt bay xuống từ trên lầu. Thế là anh ta lấy xe mô tô trên dây sắt như một nghệ nhân biểu diễn xiếc chuyên nghiệp. Sau một loạt hành động, anh an toàn trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Anh là Sahi chỉ vì buổi biểu diễn ngày hôm ấy, mà bây giờ phải đi cướp ngân hàng. Hôm đó, ba vị giám khảo ngồi sừng sững dưới hàng ghế khán giả. Đèn bật lên, hai bố con nắm lấy tay nhau nói lời thề hẹn ước. Khi rèm được kéo ra, người bố lạnh lùng nghiêm túc bước ra trình diễn tài năng. Ông ta búng lần lượt từ tay trái sang tay phải. Cả hai tay trái ra lửa sau đó lại biến thành chiếc khăn đỏ. Một giám khảo ở dưới há hốc mồm kinh ngạc. Còn hai người còn lại vẫn đang tập trung theo dõi chăm chú. Rồi từ đâu trong chiếc mũ đen và từng lá bài cứ bay vèo vèo ra không gớt.
Người bố cúi chào khán giả và mở đầu cho một màn trình diễn tuyệt vời sắp diễn ra sau đó. Từng màn biểu diễn đẹp mắt chưa từng được công bố. Họ nhào lộn biến hóa khôn lường thoát ẩn thoát hiện. Thế nhưng cho dù màn biểu diễn có xuất sắc như thế nào, có làm cho ba thành viên cười thì rốt cục vẫn không thay đổi được gì. Bọn họ là giới ngân hàng và thứ chúng cần là tiền chứ không phải ảo thuật. Vì vậy quyết định cuối cùng vẫn sẽ là đóng cửa rạp xiếc mà thôi. Người con chạy đến cầu xin bọn chúng nói rằng mình sẽ chỉ diễn những màn ảo thuật đặc sắc nhất mà trên thế giới chưa bao giờ được nhìn thấy. Ngay lúc ấy người bố hét lên rằng không được cầu xin bọn chúng, phải giữ danh dự cho bản thân mình. Đoàn xiếc là cuộc sống của họ và bọn chúng đang bóp nát nó đi. Người bố chĩa súng về phía mình. Ánh mắt long lanh của đứa con trai bé bỏng nhìn chăm chăm vào người cha. Bùm một cái người đàn ông giật mình tỉnh dậy. Một cuộc sống mới, một thế giới mới, một hành trình mới đã bắt đầu. Lúc này Ali đang bị treo ngược trên trời. Một người đàn ông ra dáng ông chủ đang tra hỏi về tung tích của Jai. Sau khi được thả xuống, người đàn ông lạ mặt kia bất ngờ chĩa súng vào đầu Ali. Còn anh thì vẫn trêu đùa kẻ thù ngay trước mỏ súng. Ali bắt đầu nói cho hắn hiểu rằng Jai sẽ tóm cổ tất cả những kẻ vi phạm pháp luật. Rồi bất chợt từ đâu sau bức tường kia một chiếc xe lao ra, làm những viên gạch bắn tung tóe hết cả lên. Jai điều khiển con xe như một tay lái lụa bốc đầu lái nửa thân trước và đạp liên tục vào người bọn chúng. Sau đó bọn chúng cử một đoàn người đuổi theo sau. Ali lên con xe mà Jai đang cầm lái. Chiếc xe bon bon trên từng mái nhà. Cả hai ăn ý một cách chuyên nghiệp và đâm thẳng vào bọn chúng. Nơi nào có đôi bạn thân đi qua là nơi đó bị phá hoại. Trước mặt bây giờ có một đám người đang bao vây chờ sẵn. Jai bất chợt không kiểm soát được tay lái rồi một chiếc bánh rời khỏi xe, lăn đến chỗ đám người đứng từ xa chờ em về. Tay lái lúc này cũng rời ra khỏi xe lúc nào chẳng ai hay biết. Thế là bọn họ bỏ chạy. Ali phóng con ngựa chiến của mình ra, để Jai cầm gậy và nhảy lên xe, tiêu diệt hết tất cả bọn chúng.